Chiến thần Trần Quốc, Diệp Quân Lâm Tập 86 Đại trưởng lão chờ 17 người đỉnh cấp cao thủ bị diệt, đây là tử kim thương sẽ tự thành lập tới nay chưa bao giờ phát sinh quá sự tình. Hoàng Phủ Hoàng Long trọng phát lôi đình cơn giận, chẳng những làm tử kim thương sẽ cùng với phụ thuộc tông phái thế lực cao thủ dốc toàn bộ lực lượng. Còn ở Côn Luân khư các đại phân hội thế lực trong phạm vi tuyên bố huyền thưởng lệnh, trong lúc nhất thời rất nhiều tông phái đều ngo ngoe dục dịch. Nghe nói không có, tử kim thương sẽ lấy đỉnh cấp thiên tài địa bảo cùng thần binh làm thù lao, điều tra ngự lôi vân thuyền cùng với hung thủ rơi xuống. Thần cốt, cửu u máu đảo liên, quỳnh ngọc phượng minh hoa. Này tùy tiện lấy ra tới một loại đều là giá trị liên thành tồn tại A. Các người trước không vội cảm khái, nếu tử kim thương sẽ khai ra như vậy cao bảng giá, hung thủ chỉ sợ cũng khó đối phó. Đó là tất nhiên, nghe nói kia chi bị toàn diệt đội ngũ chung tùy ý một người, đều có thể đạt tới bình thường đại hình tông phái cầm lái giả tu vi. Như thế chiến lực đội ngũ đều bị đoàn diệt, có thể nghĩ hung thủ có bao nhiêu khủng bố, này những thiên tài địa bảo quả nhiên cũng không phải hảo được đến. Suy xét đến tự thân thực lực không đủ, có không ít loại nhỏ tông phái biết khó mà lui. Nhưng mà trọng thưởng dưới tất có dũng phu, cũng có không ít tự xưng là cường giả như mây đại tông phái đầu nhập điều tra. Trong lúc nhất thời vô số tông phái thế lực ngo ngoe dục dịch, sôi nổi tuần tra táng long sơn cốc thảm án hung thủ tương quan tin tức long dương thành thái ất thương sẽ phân hội tuy rằng vị trí xa xôi nhưng là làm phân hội trưởng ngụy thư dương tin tức phi thường linh thông hắn ở trước tiên phải biết tử kim thương sẽ huyền thưởng lệnh lập tức triệu tập chúng trung tâm cao tầng tiến đến mở họp thương nghị đối sách việc này nháo đến cũng quá lớn tử kim thương sẽ gần trăm năm tới cũng chưa ăn qua lớn như vậy mệt cũng khó trách sẽ ra giá cao huyền thưởng lệnh diệp quân lâm việc làm cũng xác thật thực quá mức 17 người đỉnh cấp cao thủ đoàn đội toàn diệt, liền Vân Thuyền đều chiếm làm của riêng. Tử Kim Thương Sẽ lần này là thật sự nổi giận, nghe nói toàn bộ vạn đảo thành tông môn đều xuất động, chúng ta nên làm như thế nào? Cảm kích không báo nói có thể hay không bị Tử Kim Thương Sẽ nhầm vào. Chúng ta Thái Ất Thương Sẽ thực lực nhưng xa xa không bằng Tử Kim Thương Sẽ a. À. Thái Ất Thương hội chúng cao tầng đều có chút luống cuống, sôi nổi đem ánh mắt chuyển rời đến Ngụy Thư Dương trên người. Ngụy Thư Dương cũng là suy nghĩ cuồn cuộn, hắn thừa nhận Diệp Quân Lâm thực lực phi thường cường, nhưng là tử kim thương sẽ huyền thưởng lệnh thực sự làm người khó có thể chống đỡ. Nghe nói có hơn trăm cái đại hình tông phái liên đều phái ra tuyệt đối tinh nhuệ tham gia tra xét việc này, toàn bộ vạn đảo thành càng là cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Phải biết rằng giống nhật nguyệt thần hỏa điện cái loại này cấp bậc tông phái ở vạn đảo vùng ven vốn là bài không thượng hào. Cho dù Diệp quân lâm lại cường, lấy hắn bản thân chi lực cũng tuyệt không khả năng ngăn cản được trụ, chẳng lẽ các ngươi cũng chỉ có thể nhìn đến không tốt một mặt. Ngụy Thư Dương có chút không vui, hiện trường thời gian an tĩnh lại. Mọi người đều là trà trộn nhiều năm người từng trải, tự nhiên minh bạch Ngụy Thư Dương trong lời nói ý tứ, kết giao Diệp Quân Lâm xác thật chỗ tốt rất nhiều. Ngụy Thư Dương cũng thực sự không nghĩ mất đi Diệp Quân Lâm cái này hợp tác đồng bọn, một vị đỉnh cấp rèn đại sư giá trị hắn phi thường rõ ràng. Đặc biệt phía trước ở Táng Long Sơn cốc bên cạnh nhìn đến Diệp Quân Lâm trong tay kia hai thanh việt thế thần binh, mặc dù là binh thần tác phẩm chỉ sợ cũng không thể ra này hiểu. Các ngươi trước đi xuống đi, ta muốn cùng tổng bộ xin chỉ thị một chút, lại làm cuối cùng quyết định. Ngụy Thư Dương trầm giọng nói. Bình lui tả hữu A, Ngụy Thư Dương trực tiếp lấy ra thông tin pháp khí, liên hệ thái ất thương sẽ tổng bộ. Hắn tính toán tỏ rõ diệp quân lâm thật lớn giá trị, cũng xin tông phái phái thái ất thần tổ cường giả làm lớn nhất trình độ bảo hộ. Thật sự không được khiến cho tổng bộ phái người đi cùng tử kim thương hội đàm phán, thương lượng bồi thường tương ứng tu luyện tài nguyên. Rốt cuộc Diệp Quân Lâm giá trị không thể đo lường, tùy tiện rèn ra mấy bính tuyệt thế thần binh đều có thể cho thái ất thương sẽ thăng chức rất nhanh. Lui một vạn bước giảng thật sự không được định tử kim thương sẽ liều mạng, cần thiết tử tử kim thương sẽ trong tay đem Diệp Quân Lâm bảo hạ tới. Hướng thái ất thương sẽ tổng bộ hội báo tình huống sau, tổng hội trưởng vẫn chưa lập tức cấp ra xác thực hồi phục, tỏ vẻ yêu cầu triệu tập cao tầng cộng đồng thương nghị quyết định. Tử kim thương sẽ rốt cuộc thực lực hùng hậu, hơi có vô ý thái ất thương sẽ liền khả năng lâm vào vạn kiếp bất phục tuyệt địa. Mặc dù thái ất thương sẽ cuối cùng có thể toàn thân mà lui, chỉ sợ cũng sẽ trả giá tương đương thảm trọng đại giới. Đương nhiên Diệp Quân Lâm giá chỉ cũng đích xác khó có thể đánh giá, vô luận cá nhân chiến lực vẫn là đỉnh cấp rèn thuật, đều có thể làm thái ất thương sẽ nâng cao một bước. Cần thiết cân nhắc hảo lợi hại được mất lúc sau mới có thể làm ra cuối cùng quyết định. Ngụy Thư Dương đối này cũng tỏ vẻ phi thường lý giải, bởi vì quyết định này thậm chí có thể nói liên quan đến đến toàn bộ thái ất thương sẽ sinh tử tồn vong. Hội báo hoàn thành sau, Ngụy Thư Dương lại trước tiên liên hệ tới rồi Diệp Quân Lâm. Đem hiểu biết đến từ kim thương sẽ các loại tình báo nói thẳng ra, cũng dặn dò Diệp Quân Lâm sắp tới cần tiểu tâm cảnh giác, tìm phiền toái tông phái thế lực khẳng định không thể thiếu. Diệp Quân Lâm cười khổ liên tục, hắn bổn tính toán rèn rất nhiều tuyệt thế thần binh sau liền rời đi côn luân khư, không nghĩ tới tử kim thương sẽ thế nhưng làm ra lớn như vậy động tính tới, nếu loại này thời điểm rời đi, tinh nguyệt thần tông tất nhiên sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Hơn nữa không tìm được chính mình đối phương cũng sẽ không thiện bãi cam hiu, đến lúc đó đem chiến hỏa đốt tới thế tục giới tuyệt phi diệp quân lâm mong muốn. Nếu bọn họ nghĩ đến báo thù, ta liền ở chỗ này chờ. Lão tử đang muốn nhìn xem vạn đảo thành đến tột cùng có bao nhiêu đại năng nại đâu. Còn có cái nhật nguyệt thần hỏa điện không hoàn toàn giải quyết liền nhân cơ hội này cùng nhau thu thập đi. Diệp quân lâm hạ quyết tâm, trực tiếp lưu thủ tinh nguyệt thần tông. Bên kia, nhật nguyệt thần hỏa điện nội. Từ cung thiên thu bị thương thoát đi trở về cũng báo sở hữu tin tức lúc sau, trong điện trên dưới nhân tâm hoảng sợ. Ngay cả từ đồ vạn dặm chờ một chúng điện chủ các trưởng lão cũng đều bị dọa đến vong hồn toàn mạo. Dựa theo cung thiên thu miêu tả, hãn phỉ một khi tiến công nhật nguyệt thần hỏa điện, như vậy tông môn chắc chắn đem hủy diệt rốt cuộc hán phỉ chỉ ra nhất kiếm liền chém giết như vậy nhiều trong điện cường giả, phóng nhãn toàn bộ nhật nguyệt thần hỏa điện nội không ai có thể làm được. Thả ra phong đi, bổn tọa muốn đem tồn kho thiên tài địa bảo tất cả lấy ra, chỉ cần chịu trở thành nhật nguyệt thần hỏa điện khách khanh, liền có tư cách nhậm tuyển bảo vật. Tư đồ vạn dặm trầm giọng nói, vì tụ tập cao thủ tới chống cự hán phỉ, tư đồ vạn dặm đã dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tuy rằng sẽ làm nhật nguyệt thần hỏa điện tổn thất đại lượng thiên tài địa bảo, nhưng sự tình quan tông môn sinh tử tồn vong, tư đồ vạn dặm cho rằng này hết thảy đều là đáng giá. Cùng lúc đó, cung thiên thu giờ phút này cũng phi thường bực bội. Vốn tưởng rằng lên làm nhật nguyệt thần hỏa điện thánh nữ liền có thể phong cảnh vô hạt, vị trí này còn không có che nhiệt, nhật nguyệt thần hỏa điện mắt thấy liền phải hủy diệt. Thậm chí chính mình làm tân nhiệm thánh nữ nhất định đã thượng hãn vì phải giết danh sách. Phía trước giao thủ khi hắn vì cái gì không có giết ta đâu. Cung Thiên thu nghĩ trăm lần cũng không ra. Lúc ấy Hãn Phỉ cự ly xa xuất kiếm, bên người những cái đó Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện cường giả đều bị sát. Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần vận khí tốt? Cũng không đúng a, à, sao lại Hãn Phỉ minh xác tỏ vẻ chính mình có thể rời đi, chẳng lẽ này trong đó còn có cái gì ẩn tình? Cung Thiên thù nghĩ đến đầu đau muốn nứt ra vẫn là không có thể được đến đáp án, trực tiếp tạm thời vứt bỏ cái này nghi vấn. Như hôm nay Nguyệt Thần Hỏa Điện ăn bữa hôm lo bữa mai tiếp tục lưu lại đi cũng tất nhiên là giữ nhiều lành ít, chỉ có thể nghĩ cách tới ngăn cản trận này tai nạn buông xuống. Nhưng là ta hiện tại cũng không hoàn toàn lộng minh bạch côn luân khư sâu cạn A. Cung thiên thu sâu kín mà thở dài, ở tuyệt đối thực lực trước mặt thật đúng là vô kế khả thi A. Nhưng mà ngồi chờ chết lại không phải nàng tính cách, chỉ phải tiếp tục nghĩ cách. Ước chừng dùng hai ngày đêm, cung thiên thu rốt cuộc nghĩ tới một cái biện pháp. Chuyện tới hiện giờ chỉ có thể đem thái hư thần tông tông chủ dẫn ra tới cung thiên thu giống như thể hồ quán đỉnh trên mặt không tự chủ được nở rộ ra một mặt ý cười cung thiên thu hiểu biết đến thái hư thần tông tông chủ đến từ chính một cái siêu nhiên thế lực to lớn giống nhật nguyệt thần hỏa điện loại này cấp bậc tông phái xa xa vô pháp cùng này đánh đồng nếu làm thái hư thần tông chi chủ cuốn vào đến trận này tranh đấu chung có lẽ liền có thể giải quyết hiện giờ khốn cảnh hạ quyết tâm cung thiên thu liền bắt đầu thực hành kế hoạch trước làm huyền minh cùng độc cô tiêu đem thái hư thần tông nội chính mình người lấy chấp hành nhiệm vụ danh nghĩa rút khỏi tông môn ngay sau đó cung thiên thu dựa theo ký ức dịch dung thành hãn phỉ bộ dáng trang phục tự nhiên cũng cải biến thành cái loại này phong cách trực tiếp sát hướng thái hư thần tông tổng đà bóng đêm như mực mây đen che nguyệt cung thiên thu tay cầm trường kiếm lặng yên không một tiếng động tiềm nhập thái hư thần tông trong vòng nàng đối thái hư thần tông các trạm gác bố trí thật sự quá quen thuộc hơn nữa huyền minh đám người rời đi trước cố tình để lại sơ hở. Này liền khiến cho cung thiên thu hoàn toàn không có bị phát hiện nguy hiểm. Dựa theo bình thường tình huống, lấy cung thiên thu thực lực tuyệt đối không thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào thái hư thần tông trung tâm khu vực không bị phát hiện. Vứt bỏ những người khác không đề cập tới, ân học kiến cùng với đại thánh tử ít nhất sẽ có điều cảm ứng. Đặc biệt thái hư thần tông trong khoảng thời gian này chạm gác dày đặc, mạnh mẽ xâm nhập thế tất sẽ cùng tông môn thủ vệ phát sinh xung đột. Mặc dù Cung Thiên Thu có thể lợi dụng cường đại thực lực đem này nháy mắt hạ gục, nhưng chế tạo ra tới động tính cũng sẽ hoàn toàn bại lộ. Một khi xuất hiện loại tình huống này thế tất cùng Hãn Phỉ thực lực không tương xứng đôi, thậm chí sẽ tạo thành rất nhiều hoài nghi. Vẫn là không lưu dấu vết lẻn vào trung tâm khu vực, đem Thái Hư Thần Tông tuyệt đối cao tầng chém giết càng ổn thỏa. Cung Thiên Thu tốc độ cực nhanh, mấy tức chi gian cũng đã lẻn vào tới rồi nghị sự đại sảnh ở ngoài. Tuy rằng đã là đêm khuya, nhưng giờ phút này nghị sự trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Cung Thiên Thu âm thầm tra xét, phát hiện Thái Hư Thần Tông trung tâm cao tầng đang ở thương nghị đối sách, nên như thế nào ứng đối hãn phỉ trả thù. Các ngươi còn thương nghị cái gì? Bản giáo chủ đại phát từ bi giúp các ngươi một phen. Cung Thiên Thu trong lòng cười lạnh, trực tiếp biến hóa giọng nam, cười lạnh nói, các ngươi cũng không cần tốn công thiết kế, lão tử đã tới, mau mau ra tới chịu chết đi. Cung Thiên Thu tìm hiểu rất nhiều về hãn phỉ tin tức, vì không lộ sơ hở, ngay cả nói chuyện phương thức nghiêm khắc noi theo. Vừa dứt lời, liền giống như một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Nghị sự trong đại sảnh ngắn ngủi tĩnh mịch sau, nháy mắt nổ tung nồi. Ân học kiến chờ một chúng cao tầng đều là sắc mặt kịch biến, trong khoảnh khắc hoảng sợ. Hãn phỉ chiến tích quá mức khủng bố, mặc dù là cường như nhật nguyệt thần hỏa điện đều nhân tâm hoảng sợ, huống chi bọn họ thái hư thần tông. Là hãn phỉ, này nói chuyện phương thức chính là hãn phỉ. Làm sao bây giờ, chúng ta căn bản là không phải đối thủ của hắn A. Mau bỏ đi đi, mọi người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy. Ân học kiến trầm giọng nói, đều hoảng cái gì, này dù sao cũng là thái hư thần tông đại bản doanh, nhanh lên khởi động hộ tông đại trận, còn lại người tùy ta đi ra ngoài nghinh địch. Mọi người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, bọn họ thình lình phát hiện ân học kiến đang nói những lời này thời điểm, hai chân đều ở run nhẹ nhẹ. Một đám bọn chuột nhất, lại không ra, lão tử liền phải sát đi vào. Lãnh lệ thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ân học kiến rút ra trường kiếm, đón ra đầu đầu tàu gương mẫu sông ra ngoài. Đại thánh tử đám người theo sát sau đó, mỗi người đều là đao kiếm ra khỏi vỏ, chỉ là trên mặt thần sắc đều khó coi đến cực điểm. Bọn họ cũng đều biết này chiến giữ nhiều lành ít. Mặc dù đây là ở Thái Hư Thần Tông Đại Bản Doanh, nhưng hãn phỉ có thể lặng yên không một tiếng động đi vào nghị sự đại sảnh liền đủ để thuyết minh thực lực xa xa vượt qua mọi người suốt cuộc bên ngoài tuần tra thủ vệ nghiêm ngặt vô cùng cơ hồ có thể nói liền một con chim đều phi không tiến vào nhưng hãn phỉ vào được tuần tra thủ vệ không phát ra bất luận cái gì cảnh báo ngay cả phòng ngự trận pháp cũng không kích phát quả thực là không thể tưởng tượng ngươi là người phương nào cũng dám ban đêm xông vào thái hư thần tông ân học kiến cực lực khống chế được khẩn trương cảm xúc hỏi đều bị hãn phỉ dọa thành này phó đức hạch, thế nhưng còn cường trống, thật là buồn cười đến cực điểm. Thái hư thần tông chúng cường giả biểu tình ánh vào mi mắt, cung thiên thu trong lòng cười lạnh không ngừng. Cung thiên thu trầm giọng nói, biết rõ cố hỏi, vừa rồi các ngươi không phải thương nghị như thế nào đối phó lão tử sao. Nghe nói khoảng thời gian trước đông đảo tông phái đi theo nhật nguyệt thần hỏa điện đi táng long sơn cốc vây sát lão tử, liền thuộc các ngươi thái hư thần tông nhất sinh động. Hôm nay lão tử liền ở chỗ này, đến phiên các ngươi ngày xưa nguyệt thần hỏa điện tỏ lòng trung thành. Thái hư thần tông chúng cao tầng sắc mặt lại lần nữa khó coi vài phần, bọn họ nơi nào nghe không ra lời này ý tứ. Thu sau tính sổ cộng thêm giết một người dân trăm người. Phía trước ở táng Long Sơn Cốc vì leo lên thượng nhật nguyệt thần hỏa điện này đùi, thái hư thần tông trên dưới lại là biểu hiện đến nhất tích cực. Đặc biệt ân học kiến càng là đi theo làm tùy tùng cực kỳ ân cần, không nghĩ tới thế nhưng vác đá nện vào chân mình, cái này làm cho ân học kiến hối hận không kịp, chúng ta cũng là bị nhật nguyệt thần hỏa điện hiếp bức, cũng là người bị hại, người tính sổ cũng nên tìm nhật nguyệt thần hỏa điện A. Tam thánh tử thanh âm run rẩy mà nói. Hắn hiện tại đã là sợ hãi tới rồi cực điểm, đặc biệt cảm nhận được trước mắt người giơ tay nhấc chân gian phát ra năng lượng dao động, hoàn toàn không có chiến thắng khả năng. Lão tử tự nhiên là muốn đi hủy diệt nhật nguyệt thần hỏa điện, nhưng như cũng quyết định vậy các người thái hư thần tông tế cờ, đừng vô nghĩa, chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, Cung thiên thu dẫn đầu khởi xướng công kích, đối với ân học kiến chính là nhất kiếm. Bắn người trước hết phải bắn ngựa, bắt giặc bắt vua trước. Cung thiên thu am hiểu sâu việc này. Khủng bố kiếm khí gào thét mà ra, chỉ một thoáng xẹt qua chỗ khu vực không gian đều phản phất bị cắt mở ra. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, cùng với liên tục cắn nuốt long mạch lực lượng cung thiên thu thực lực nâng cao một bước. Hảo cường, ân học kiến đám người sôi nổi đều hút khẩu khí lạnh, hắn không dám đón đỡ đem hết toàn lực hướng bên cạnh trốn tránh mà đi. Bá, kiếm khí trực tiếp đem nghị sự đại sảnh cửa chính phách vì hai nửa, hẹp dài khe rãnh chạy dài hơn 10 trường. Ân học kiến nhưng thật ra khó khăn lắm né nhanh qua đi, đứng ở hắn phía sau hai vị thái hư thần tông trưởng lão liền không may mắn như vậy. Hai người trực tiếp bị kiếm khí cùng với dư ba đánh trúng trong khoảnh khắc chết đương trường. Đều cấp lão tử đi tìm chết đi. Cung thiên thu không cho đối phương bất luận cái gì thở dốc cơ hội, trực tiếp bốn phía tàn sát. Trong lúc nhất thời kiếm khí ngang dọc đan xen ở thật lớn tranh lệch thực lực trước mặt, bất luận cái gì chiến thuật đều hiệu quả cực nhỏ, thái hư thần tông cao tầng cường giả tử thương thảm trọng. Chỉ có vài vị thánh tử nỗ lực chống đỡ, ngay cả ân học kiến cũng bị hoàn toàn áp chế, chỉ có chống đỡ chi công cũng không đánh trả chi lực. Hộ tông đại trận như thế nào còn không có khởi động? Ân học kiến tức muốn hộp máu hỏi. Phó tông chủ, vừa mới thu được tin tức, phụ trách trông coi đại trận mắt trận trưởng lão rơi xuống không rõ, còn lại đệ tử đều bị sát. Tam thánh tử trong giọng nói mang theo khiếp sợ cùng hoảng loạn. Ân học kiến một lòng cũng nháy mắt trầm tới rồi đáy cốc. Cung thiên thu trong lòng cười lạnh không ngừng. Phụ trách trông coi khởi động hộ tông đại trận mắt trận trưởng lão đúng là nàng phát triển tâm phúc, đã sớm trước tiên được đến mệnh lệnh đem chung quanh đệ tử đánh chết sau thoát đi hiện trường. Các ngươi ngăn lại hắn, đại thánh tử, tam thánh tử chúng ta đi trước lui lại. Ân học kiến chỉ huy tới rồi tinh anh đệ tử ngăn trở cung thiên thu, chính mình tắc xuất chúng thánh tử ra bên ngoài trốn. Này đó thái hư thần tông tinh anh đệ tử mồ hôi lạnh chảy dòng, phó tông chủ thế nhưng lấy bọn họ đương pháo hôi, chính mình đi trước chạy thoát. Ngăn trở giả giết không tha, tránh ra con đường giả, lão tử tha các ngươi một mạng. Theo cung thiên thu những lời này xuất khẩu, mọi người sôi nổi nhanh chóng lè ra một cái con đường. Ai mệnh đều không phải gió to quát tới, ân học kiến đám người đào tẩu vốn là làm cho bọn họ chiến ý toàn vô. Ân học kiến đám người còn không có chạy ra rất xa, nhìn đến tình cảnh này suýt nữa bị tức giận đến phun ra một ngụm lão huyết. Nhất bang phế vật, ân học kiến mắng một tiếng. Nhưng mà loại này vẫn nộ cảm xúc còn chưa hoàn toàn phát tiết sạch sẽ, một đạo kiếm khí liền nghinh diện chém tới. mãnh liệt nguy cơ báo động trước ở trong lòng dâng lên, ân học kiến đem hết toàn lực hướng bên cạnh phi thân túng đi. Kiếm khí gào thét mà qua, thẳng làm ân học kiến phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Bên cạnh cho rằng thái hư thần tông trưởng lão trốn tránh không kịp, trực tiếp bị kiếm khí phách vì hai nửa, liền hừ cũng không hừ một tiếng liền chết oan chết uổng. Lão đông tây, trốn đến nhưng thật ra rất nhanh. Cung thiên thu trong lòng thầm mắng. Một đường đuổi giết, lập tức tới rồi thái hư thần tông sau núi cấm địa. Khu vực này rừng cây dày đặc quái thạch mọc lan tràn, ân học kiến đám người tốc độ cũng thông thả rất nhiều, nơi này thật sự là con đường gập ghềnh các ngươi không đường nhưng chạy thoát. Cung thiên thu dẫn đầu một bước ngăn lại đường đi. Ân học kiến đám người tâm nháy mắt trầm tới rồi đáy cốc, bọn họ cầm kiếm đôi tay đều ở kịch liệt run rẩy. Hãn phỉ thực lực quả nhiên cường hãn, này một đường đuổi giết, trong tông môn trưởng lão đã thiệt hại hầu như không còn. Hiện giờ bên người liền dư lại vài vị thánh tử nỗ lực chống đỡ, căn bản là không có bất luận cái gì phần thắng A. Ân học kiến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng là lại muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi. Các hạ hôm nay thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt, Ân Học Kiến còn tưởng lại tranh thủ một chút. Cung Thiên Thu trầm giọng nói, vô nghĩa, bằng không lão tử sẽ đuổi giết ngươi chờ lâu như vậy. Đừng nói nhảm nữa, chịu chết đi. Thường thấy huy động, kiếm khí ngang dọc đan sen hình thành thiên la địa võng, bay thẳng đến Ân Học Kiến đám người nơi phương hướng bao trùm mà đi. Liều mạng với ngươi. Ân Học Kiến căng ra đầu phản kháng, giờ phút này hắn đã dùng hết toàn lực, tiếc rằng cùng đối phương tu vi kém quá nhiều thúc dục kiếm khí hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Đại thánh tử, tam thánh tử, bảy thánh tử cũng sôi nổi ra tay, nhưng ở cung thiên thu thủy ngân tả mà tiến công dưới, không kháng bao lâu liền tán loạn xuống dưới. Phân công nhau chạy, như vậy chống cự đi xuống đều phải chết. Ân học kiến quát lớn ra tiếng, giờ phút này trên người hắn đã nhiều mấy đạo miệng vết thương, đỏ thắm máu tươi đem áo ngoài nhiễm hồng. Đại thánh tử đám người cũng không hảo đi nơi nào, thực lực của bọn họ càng nhược, bị thương cũng càng trọng muốn chạy. Cung thiên thu hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa tăng lớn tiến công lực độ. Đại thánh tử, tam thánh tử cùng với ân học kiến chân bộ sôi nổi chúng chiêu, trực tiếp chật vật té ngã trên đất. Chỉ có bảy thánh tử ở cung thiên thu cố tình lưu thủ hạ chạy ra sinh thiên, thân ảnh lập tức biến mất ở rậm rạp trong rừng. Vì bảo đảm bảy thánh tử xa trốn, cung thiên thu cũng cố ý hướng tới đại khái phương hướng liên tục suốt kiếm oanh kích. Khủng bố kiếm mang nháy mắt liền đem chung quanh cây cối núi đá rảo thành toái toái cha, tam thánh tử quả nhiên cũng không quay đầu lại hướng tới cấm địa chỗ sâu trong bỏ chạy đi. Cung thiên thu không lại tiếp tục đuổi giết, mà là xoay người đi vào ân học kiến đám người phụ cận. Mấy người bọn họ gian nan về phía trước bò sát, mỗi người chân bộ thình lình có thâm có thể với tới cốt miệng vết thương xuất hiện, lại tưởng đứng lên căn bản là không có khả năng. Các người cũng đừng lao lực, ta căn bản không có khả năng cho các người đào tẩu. Cung thiên thu không lại tiếp tục biến hóa thanh âm, Thình linh xảy ra giọng nữ làm ân học kiến đám người kinh ngạc không thôi, đặc biệt là đại thánh tử càng thêm khiếp sợ, bởi vì thanh âm này hắn thật sự là quá quen thuộc. Cung thiên thu, nhưng là sao có thể? Đại thánh tử rốt cuộc cùng cung thiên thu quan hệ phỉ thiền, nhĩ tấn tư ma lẫn nhau đều phi thường hiểu biết. Nhưng là cung thiên thu sao có thể làm ra loại sự tình này? Mấu chốt là không lý do ra tay tàn sát thái hư thần tông trúng cường giả A. Đại thánh tử quay đầu nhìn về phía mặt khác hai tên đồng bạn liền phát hiện ân học kiến cùng tam thánh tử trên mặt đồng dạng kinh ngạc khiếp sợ. Trong lòng cái loại này điềm xấu dự cảm càng thêm mãnh liệt lên. Ngươi là, cung thiên thu, ân học kiến hỏi dò. Cung thiên thu phóng thích năng lượng hướng bốn phía cha xét, vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì khả nghi hơi thở, vì thế liền hoàn toàn yên lòng. Ta còn tưởng rằng này tối lửa tắt đèn, phó tông chủ già cả mắt mở nhận không ra thiên thu đâu. Ha ha ha, bất quá cũng hảo, đại gia đồng môn một hồi, ta không đành lòng cho các ngươi đương chỉ hồ đồ quỷ. Cung thiên thu cuồng tiếu không ngừng, trong giọng nói tràn ngập hài hước cùng miệt thị. TTT, ân học kiến đám người nháy mắt khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm, thường thường vô kỳ mặt phi thường xa lạ, nhưng là phát ra thanh âm lại quen thuộc vô cùng. Mấu chốt đối phương thế nhưng chính miệng thừa nhận chính mình chính là cung thiên thu. Ba người trong óc bên trong suy nghĩ trong lúc nhất thời đều có chút thác loạn, thật sự không làm minh bạch cung thiên thu vì cái gì sẽ giả trang hãn phỉ bốn phía tàn sát thái hư thần tông cao tầng. Thiên thu ngươi, này đến tột cùng là vì cái gì? Đại thánh tử thanh âm khô khốc vô cùng, trong đó nghi hoặc tột đỉnh. Cung thiên thu thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ mà nói, ai làm ta chỉ nghĩ tới rồi lợi dụng các ngươi chết tới đối phó hãn phỉ đâu. Lợi dụng chúng ta chết tới đối phó hãn phỉ. Ân học kiến đám người không ngừng suy tư khởi những lời này, thực mau bọn họ liền minh bạch trong đó chân chính hàm nghĩa. Ngươi là tính toán hủy diệt thái hư thần tông, dẫn tông chủ cùng với hắn thế lực phía sau ra tay đối phó hãn phỉ. Ân học kiến thanh âm run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm cung thiên thu kia trương thường thường vô kỳ mặt. Cung thiên thu cười nói, không hổ là phó tông chủ, này đầu óc chuyển động đến thật đúng là rất nhanh, làm khen thưởng quá sẽ cho người tới cai thông khoái. Ân học kiến đám người lại lần nữa khiếp sợ không thôi, nếu đúng như khung thiên thu theo như lời, kia bọn họ không có một tia còn sống khả năng. Thiên thu, người ta phu thêm một hồi gì đến nỗi này? Chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng, ta liền cùng ngươi cùng nhau phối hợp sướng hảo này ra diễn, tất nhiên có thể làm tông chủ động thủ. Hơn nữa ngươi là biết đến, vi phu thâm chịu tông chủ coi trọng, ta ý kiến cùng kiến nghị cũng sẽ bị đại khái xuất chọn dùng, lưu lại ta có trăm lợi mà không một hại. Đại thánh tử đau khổ cầu xin nói. Cung thiên thu hừ lạnh một tiếng, nói, phu thê một hồi. Mệt ngươi nói được xuất khẩu, nếu không phải cho là bản giáo chủ nóng lòng ở thái hư thần tông dừng chân, sao có thể ủy thân với ngươi? Không nghĩ tới thái hư thần tông thực lực quá yếu, mặc dù đương bản giáo chủ bàn đạp đều không đủ tư cách, huống hồ hiện giờ thực lực của ta viễn siêu với ngươi, ngươi không xứng cùng bản giáo chủ hợp tác. Bất quá ngươi có một câu nhưng thật ra nói đúng, đúng là bởi vì ngươi thâm chịu tông chủ coi trọng, cho nên ngươi sau khi chết càng sẽ kích phát tông chủ phẫn nộ cảm xúc. Ngươi, ta. Đại thánh tử trong lúc nhất thời không lời gì để nói, hắn chẳng thể nghĩ tới đã từng ở tông môn nội lớn nhất ưu thế, hiện giờ ngược lại trở thành hắn bùa đòi mạng. Cung Thiên Thu lạnh lùng nói, đại thánh tử, cùng thế giới này nói tái kiến đi. Phu thê một hồi, bản giáo chủ sẽ làm ngươi bị chết phi thường thống khoái, ngươi cảm thấy thế nào? Đại thánh tử còn tưởng nhiều lời chút cái gì? lại đột nhiên thoáng nhìn hàn quang hiện ra, ngay sau đó liền lâm vào vô tận trong bóng tối. Kiếm mang chém qua, đại thánh tử đầu mình hai nơi, xác chết ngã quỵ trên mặt đất. Đầu lăn xuống đến cung thiên thu dưới chân, hai mắt phiên trình, tràn ngập không cam lòng cùng sợ hãi. Cung thiên thu chậm rãi cúi xuống thân, vươn tay trái liền đem đại thánh tử hai mắt vỗ nhắm lại liền nói, phù quân, an giấc ngàn thu đi. Ân học kiến cùng tam thánh tử nhìn thấy loại này cảnh tượng bị dọa đến vong hồn toàn mạo, Cung Thiên Thu tàn nhẫn độc ác, ngay cả cùng chung chăn gối đại thánh tử đều chịu khổ giết hại, huống chi bọn họ. "Thiên Thu, không không không, cung giáo chủ, chúng ta chi gian giao tình không tầm thường, lúc trước tại thế tục giới chúng ta chính là minh hữu. Hơn nữa ta nguyện ý ở ngươi dưới chướng hiệu lực, chỉ cầu bỏ qua cho ta một." Tam thánh tử mặt sau mệnh tự còn chưa xuất khẩu, cung Thiên Thu trường kiếm xẹt qua, trực tiếp đem này chém giết tam thánh tử cũng không tới kịp phát ra âm thanh, sinh cơ cũng đã hoàn toàn biến mất. Chê cười, lúc trước nếu là không có người hỗ trợ, bản giáo chủ giống nhau có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Lại nói có các người hỗ trợ vẫn là suýt nữa bị Diệp Quân Lâm đánh chết, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều rác rưởi Phó Tông Chủ, hiện tại đến phiên ngươi đi tìm chết. Cung Thiên Thu chậm rãi đi hướng ân học kiến, trường kiếm nhận mang ở trong trời đêm bằng thêm vài phần xâm hàn. Thiên Thu, chúng ta có cái gì không thể thương lượng đâu. Hơn nữa ngươi ở Thái Hư Thần Tông trong khoảng thời gian này, Bổn tọa có thể nói đãi ngươi không tệ a. À. Ngay cả tiến vào Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện, cũng đều là Bổn tọa giật dây bắt cầu, chỉ cần ngươi có thể phóng Bổn tọa một con ngựa, bổn làm về sau liền nghe theo ngươi mệnh lệnh. Ân Học Kiến hoàn toàn luống cuống, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cung Thiên Thu phóng xuất ra tới sát khí. Đại thánh tử, Tam thánh tử liên tiếp bị giết. Càng là làm ân học kiến duy trì tôn nghiêm ý niệm hoàn toàn phá vỡ. Hiện giờ vì cầu được một đường sinh cơ, cái gì tôn nghiêm liêm sỉ chi tâm đều vứt tới rồi trên chín tầng mây. Cung Thiên Thu cười nói, "Ân phó tông chủ, chính là niệm ngươi đãi ta không tệ, mới làm ngươi sống lâu thời gian dài như vậy." Ân học kiến hoàn toàn từ bỏ, nhưng đối với bản năng cầu sinh phi thường mãnh liệt, thúc đẩy hắn vận chuyển trong cơ thể toàn bộ hơi thở, đối với Cung Thiên Thu đột nhiên chém ra nhất kiếm nhưng mà cung thiên thu trước một bước động thủ, ân học kiến huy khởi cánh tay ở giữa không trung đột nhiên im bặt. Cổ hạng chỗ xuất hiện một cái rõ ràng vết máu, sắc chết thật mạnh té ngã trên đất. Làm xong này đó cung thiên thu vẫn chưa dừng lại, xoay người hướng tới thái hư thần tông tổng đà chạy đến. Nếu đã quyết định lợi dụng thái hư thần tông tông chủ cùng với sau lưng siêu nhiên thực lực đối phó hãn phỉ, vậy cần thiết lớn nhất trình độ trở nên gay gắt mâu thuẫn. Chỉ cần sát này vài vị trung tâm cao tầng còn xa xa không đủ, nghe nói thái hư thần tông là vị kia thần bí tông chủ suốt đời tâm huyết đồng thời cũng là hắn vì hướng siêu nhiên thế lực chứng minh chính mình năng lượng tư bản nếu muốn cho tông chủ không màng tất cả ra tay liền cần thiết làm được hủy này căn cơ đương cung thiên thu lại lần nữa sát hồi nghị sự đại sảnh trước khi toàn bộ thái hư thần tông đã lộn xộn đại sảnh trước cửa nơi nơi là đều là tàn chi đoạn tí thái hư thần tông rất nhiều trưởng lão đương trường bị giết phó tông chủ cùng với chư vị thánh tử rơi xuống không rõ rắn mất đầu dưới, thái hư thần tông liền càng thêm hỗn loạn bất kham. Ân học kiến, đại thánh tử đám người đã bị lão tử chu sát ở sau núi cấm địa, người chờ trợ trụ vi ngược, hôm nay lão tử muốn đại khai sát giới lấy làm cảnh cáo. Cung thiên thu lại lần nữa học diệp quân lâm nói chuyện phương thức, trực tiếp đem thái hư thần tông mọi người sợ tới mức phong hồn toàn mạo. Căn bản không cho mọi người phản ứng cơ hội, cung thiên thu liền trực tiếp sát hướng đám người, giống như xuống núi mãnh hổ, đối thái hư thần tông thành viên tiến hành rồi tàn bạo tàn sát. Tâm phúc thủ hạ đã rút lui tông phái, cho nên cung thiên thu giờ phút này động thủ không có bất luận cái gì cố kỵ. Kiếm mang ngang dọc đan sen, xẹt qua chỗ liền có thành phiến người bị mang đi sinh mệnh. Kỳ sơ thái hư thần tông đệ tử còn bằng vào người nhiều tiến hành một ít chống cự. Nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng rõ ràng ý thức được lẫn nhau thật lớn thực lực chênh lệch. A. À, ai u, kêu thảm thiết tiếng rên rỉ hết đợt này đến đợt khác, Thái Hư Thần Tông đệ tử bị giết đến quân lính tan rã tứ tán bôn đào. Cung Thiên Thu cũng cũng không có tiến hành truy kích, trực tiếp nhắm ngay Thái Hư Thần Tông mấy chỗ chủ yếu kiến trúc liên tục chém ra trường kiếm. Rất nhiều tiêu chí tính kiến trúc ở kiếm khí bay vút dưới hủy trong một sớm. Thái Hư Thần Tông tổng đà chủ điện càng là ở một trận đất dung núi chuyển tiếng nổ mạnh sau ầm ầm sập. Đây là cung thiên thu phía trước phái huyền minh cùng độc cô tiêu âm thầm mai phục sấm chớp mưa bão thạch chỉ cần đem ngòi nổ bậc lửa, phóng xuất ra tới nổ mạnh lực chút nào không thua gì siêu cấp cao thủ một kích. Âm âm âm, chủ điện trở thành một mảnh phế tích. Cung thiên thu huyền phù ở giữa không trung nhìn rất nhiều chật vật chạy trốn thái hư thần tông đệ tử, khóe miệng cười lạnh không ngừng. Nghe nói các ngươi tông chủ thực lực không tầm thường, nhớ kỹ giúp lão tử cho hắn mang câu nói. Lão tử lần sau lại đến thái hư thần tông là lúc, đó là các ngươi tông chủ tử vong ngày. Cung thiên thu vận công rít gào nói, thanh âm giống như xét đánh giữa trời quang vang vọng thiên địa, truyền khắp Thái Hư Thần Tông tổng đà mỗi một góc. Thái Hư Thần Tông đệ tử đều nghe được phi thường rõ ràng, trong lòng sợ hãi cảm xúc đã là đạt tới đỉnh điểm. Lại liên tục hủy hoại mấy cái chủ yếu vật kiến trúc, cung thiên thu mới ở chúng nhận sợ hãi trong ánh mắt rời đi Thái Hư Thần Tông. Audio điện tử võ tấn bền Thái Hư Thần Tông sau núi cấm địa Bảy thánh tử thật cẩn thận khắp nơi nhìn xung quanh, đều không phải là phát hiện hãn phỉ tung tích cùng hơi thở lần này thật dài nhẹ nhàng thở ra dù vậy bảy thánh tử như cũ không tùy tiện hiện thân tiếp tục ở lùm cây trung ẩn núp hồi lâu cha xét bên ngoài như cũ không có khả nghi hơi thở mới tính yên tâm phía trước gặp được vị kia hãn phỉ thực lực đã xa xa vượt qua hắn nhận chi cũng không biết phó tông chủ bọn họ thế nào bảy thánh tử có chút lo lắng theo đường cũ phản hồi nhưng mà không bao lâu liền phát hiện cách đó không xa có một đạo thân ảnh nằm trên mặt đất một tia điểm xấu dự cảm nháy mắt ập vào trong lòng, Bảy Thánh tử bận rộn lo lắng tiến lên điều tra, đúng là tam thánh tử thi thể. Quay đầu nhìn lại, phía đông nam cách đó không xa còn nằm một khối vô đầu thi, mới vừa đi hai bước liền cảm thấy dưới chân đá tới rồi cái đồ vật. Bảy Thánh tử cúi đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn đến đại thánh tử đầu, thân thể không tự chủ được về phía sau thối lui. "Lão đại!" Bảy Thánh tử kinh hô ra tiếng, nhưng là hắn lại ngạc nhiên phát hiện đáy lòng chỗ sâu nhất giống như không có trong tưởng tượng như vậy thương cảm. Ngay cả bảy thánh tử chính mình cũng chưa phát hiện, từ bị cung thiên thu cố tình dẫn đường sau, hắn đối với đại thánh tử tình nghĩa đã sớm ra nghiêm trọng vết rách. Chẳng lẽ phó tông chủ cũng gặp bất chắc? Bảy thánh tử tâm tình phá lệ thấp thỏm, quả nhiên ở cách đó không xa lại phát hiện ân học kiến thi thể. Thái hư thần tông chủ yếu cao tầng liền dư lại ta chính mình. Bảy thánh tử trong lòng có chút bi thương, đang ở lúc này liền thấy nơi xa thái hư thần tông tổng đà nơi phương hướng ánh lửa tận trời thường thường còn có tiếng nổ mạnh vang lên bảy thánh tử tâm tình cũng trầm tới rồi đáy cốc Hãn phỉ thủ đoạn quả nhiên tàn nhẫn đây là tính toán đem thái hư thần tông hoàn toàn tiêu diệt a bảy thánh tử không có tùy tiện phản hồi tông môn mà là trực tiếp trong ngực chung lấy ra một khối màu tím đen ngọc bài đây là tông chủ rời đi trước cho hắn khẩn cấp liên hệ pháp khí sốt cuộc ở toàn bộ thái hư thần tông trung bảy thánh tử kỹ năng nhất đặc thù đại thánh tử cường tu luyện thiên phú dị bẩm hai người đồng thời bị tông chủ sở coi trọng chẳng qua công thiên thu chưa cho đại thánh tử truyền tin cơ hội tông môn bị hủy khẩn cầu tông chủ tốc hồi bảy thánh tử lời ít mà ý nhiều lợi dụng pháp khí cấp tông chủ truyền tin nhưng mà bảy thánh tử cũng không biết giờ phút này tông chủ đang ở một chỗ đặc thù cổ thành trung tìm người rèn thần binh côn luân khư trung tâm khu vực một tòa to lớn thành trì huyền phù ở trên hư không bên trong. Không trung chi thành trung quanh mây mù lượn lờ, vô số vân thuyền lui tới xuyên qua, đặc biệt này đó vân thuyền đều là long, phượng hình dạng, lộ ra khí phách cùng tôn quý. Không trung chi thành dưới tụ tập nước cờ dòng sông lưu, này đó con sông ngang dọc đan sen, hoàn toàn là từ không trung chi thành chút xuống mà xuống. Xa xa nhìn lại giống như là lộng lẫy ngân hà đổi chiều, tràn ngập cực kỳ thuần túy linh vận chi khí nếu cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, tự không trung chi thành chút xuống mà xuống căn bản là không phải bình thường thủy, mà là hoàn toàn tràn ngập thần vẫn trạng thái dịch linh mạch. Trạng thái dịch linh mạch năng lượng bầy biện ra lóa mắt xích kim sắc, rơi xuống ở con sông chung nháy mắt, liền có thể kích động ra tầng tầng cường hãn năng lượng dao động. Mặc dù là long mạch giống nhau trạng huống hạ cũng là trạng thái cố định năng lượng kết tinh, trạng thái bất đồng biểu thị năng lượng tinh thuần độ kém cách xa. Lúc trước Diệp Quân Lâm ở hấp thu long mạch năng lượng khi, đều là so dùng cơ sở công đem trạng thái cố định năng lượng kết tinh tôi hóa thành trạng thái dịch thậm chí trạng thái khí hấp thu nhập thể. Những cái đó con sông lao nhanh lưu chuyển, cùng cả tòa không trung chi thành hợp thành một cái thật lớn hệ thống tuần hoàn. Khiến cho cả tòa không trung chi thành đều bị tuyệt hảo đặc thù đạo vận vần quanh bao vây. Không trung chi thành phía trên đường phố cực kỳ rộng lớn, hai bên kiến trúc càng là san sát nối tiếp nhau, rộng lớn, xa hoa trình độ viễn siêu vạn đảo thành đám người, linh thú, vân thuyền như nước chảy, tùy tiện một chỗ mặt tiền cửa hàng bán ra đều là thiên tài địa bảo cấp bậc. Tùy ý một chỗ kiến trúc trước cửa trang trí điêu khắc, kém cỏi nhất cũng đều sử dụng đỉnh cấp long mạch quảng thô chế tạo mà thành. Đặc biệt là đi ở trong thành, tùy ý có thể thấy được tinh thuần linh khí di động, cùng loại với tiên hạc linh thú bay múa xoay tròn, nhiễm nhiên một chỗ nhân gian tiên cảnh. Này tòa không trung chi thành đạo vận hồn nhiên thiên thành, rất nhiều tu sĩ vận công tu luyện, cùng linh thú cùng nhau lăng không khởi vũ, càng tựa họa trung tiên cảnh. Cổ thành nội rất nhiều kiến trúc phóng lên cao, bởi vì này tòa cổ thành vốn là huyền phù ở trăm trượng trời cao phía trên, những cái đó kiến trúc càng là xuyên phá mây mù. Ánh mặt trời chiếu khắp dưới, những cái đó cổ kiến trúc thần quang dạng dỡ, càng hiển linh vận mười phần. Lệ lệ lệ, phi hành linh thú tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác, phảng phất hình thành thiên nhiên du dương trương nhạc, có thể vuốt phẳng tu luyện giả trong lòng nóng nảy chi khí hình rồng phượng hình vân thuyền lui tới xuyên qua cùng cổ thành trong ngoài, không ít tông phái môn nhân đệ tử đón đi rước về, khuân vác cực phẩm thiên tài địa bảo. Ngẫu nhiên ở rất nhiều cổ kiến trúc đàn chung có thiên địa dị tượng hiện ra, ngay cả chút xuống mà xuống linh thủy đều sẽ trợt ra tốc, hình thành hoàn mỹ hô ứng. Phàm là xuất hiện này chờ dị tượng, hoặc là có người rèn ra tuyệt thế thần binh, hoặc là có người luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược, cũng hoặc có nhân tu luyện thần công đại thành. Nhưng mà đối mặt này loại hiện tượng quá vãng đám người đều không có quá để ý nhiều, tựa hồ đã sớm đã xuất hiện phổ biến. Không trung chi thành Tây Nam Vực, một người tóc dài trung niên nhân đứng lặng với biển lửa bên trong. Người trung gian xuyên kiện cầu vồng sắc thanh vân sam, bên hông hệ thương kỳ lân sắc tường vân văn cẩm mang, tóc dài rối tung đầu vai, có vẻ phóng đáng không kềm chế được. dáng người đĩnh bạt, quanh thân biển lửa lửa cháy bốc hơi, giống như sôi trào dung nham không ngừng hướng về phía trước phun trào, lại là tựa hồ đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng mà cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, này đó đỏ đậm biển lửa căn bản là không phải chân chính ý nghĩa thượng ngọn lửa, mà là đỉnh cấp hỏa hệ linh mạch. Những cái đó đỏ đậm sôi trào ngọn lửa rõ ràng là hỏa nguyên tố chi lực ngưng kết mà thành năng lượng tinh hoa. Nếu nói không chung cổ thành chảy xuôi đi xuống thủy nguyên tố năng lượng tinh hoa, như vậy này phiến, biển lửa, ngưng tụ năng lượng linh vận càng thêm giàu có thuần túy. Keng keng keng, gian luyện thần binh lưỡi dao sắc bén thanh âm không ngừng truyền đến một người thân xuyên ngân giáp lão giả chính còn sẽ động cự trùy đấm đánh trường kiếm liêu tông chủ hà tất mỗi ngày tại đây chịu đựng biển lửa nướng nướng muốn chế tạo hảo chuôi này tuyệt thế thần binh ít nhất còn muốn một tháng thời gian lão giả cứng cáp thanh âm truyền đến liêu diệp lâm than nhẹ một tiếng nói binh si tiền bối nói vậy ngài cũng rõ ràng chuôi này thần binh đối với ta ý nghĩa lão giả tinh thông rèn chi thuật ở cả tòa không trung chi thành đều là số một rèn đại sư. Bởi vì hắn si mê rèn chi thuật mất ăn mất ngủ, càng là lấy rèn các loại đỉnh cấp thần binh lưỡi dao sắc bén vì tối cao theo đuổi, bị người tôn xưng vì binh si. Liêu Tông Chủ xin yên tâm, Lão Hủ nếu đã đáp ứng, liền sẽ vì ngươi chế tạo ra vừa lòng thần binh lưỡi dao sắc bén. Đến lúc đó Thái Hư Thần Tông có chấn giáo thần binh, tổng hợp thực lực tất nhiên có thể tiến bộ vượt bậc, đạt tới hoàn toàn mới độ cao. Binh si tự tin tràn đầy mà nói. Khi nói chuyện, binh sĩ si huy động cự trùy tốc độ lại nhanh vài phần, mãnh liệt ngọn lửa bốc hơi, thường thường gột rửa ở trường kiếm thân kiếm phía trên. Liêu Diệp Lâm ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm dần dần thành hình thần binh. Đây chính là hắn trải qua trăm cây ngàn đáng tích góp đỉnh cấp rèn tài liệu, hao phí rất nhiều nhân tình cùng với đại giới mới thỉnh động binh si ra tay rèn thần binh. Liêu Diệp Lâm đến từ một cái siêu cấp thế lực lớn, nhưng là bởi vì tư chất nguyên nhân bị thế lực sở ghét bỏ, thậm chí trở thành bên cạnh người. Lưu Diệp Lâm dưới sự tức giận rời đi tông môn, quyết định dùng thực tế hành động tới chứng minh chính mình giá trị, kết quả là sáng lập Thái Hư Thần Tông. Mà phía trước Thái Hư Thần Tông bởi vì không có chân giáo thần binh, cho nên vẫn luôn vô pháp đạt tới đại hình tông phái trình độ, này cũng liền thành Lưu Diệp Lâm tâm bệnh. Sau lại Lưu Diệp Lâm rời đi Thái Hư Thần Tông đi trước các nơi tuyệt địa cấm địa mới tìm kiếm tới rồi rèn tài liệu. Có thể nói binh si trong tay chuôi này thần binh, chịu tải Lưu Diệp Lâm toàn bộ hy vọng tăng lên thái hư thần tông thực lực hy vọng, hướng xuất thân tông môn hoàn toàn chứng minh chính mình hy vọng. Nhưng mà đúng lúc này, Liêu Diệp Lâm trong lòng ngực pháp khí chợt kịch liệt chấn động lên. Liêu Diệp Lâm chính là ngẩn ra, bởi vì này cái pháp khí là dùng để khẩn cấp liên lạc. Rời đi tông môn phía trước, hắn đem tam khối tử pháp khí phân biệt giao cho đại thánh tử, bảy thánh tử cùng với Ân Học Kiến. Khởi hành khi nói được phi thường rõ ràng, trừ phi gặp được tông môn sinh tử tồn vong tình hình mới có thể dùng tử pháp khí tới liên lạc. Chẳng lẽ thái hư thần tông có biến? Liêu Diệp Lâm bận rộn lo lắng đem liên lạc pháp khí lấy ra, mặt trên hiện ra ra một hàng tự làm hắn nháy mắt nổi trận lôi đình. Tông môn bị hủy, khẩn cầu tông chủ tốc hồi. Ngắn ngủn 10 cái tự làm Liêu Diệp Lâm suýt nữa bạo tẩu. Tuy rằng không rõ ràng lắm đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nhưng là bảy thánh tử tuyệt không sẽ lấy tông môn hủy diệt sự tình nói giỡn đặc biệt bảy thánh tử từ trước đến nay trầm ổn, nếu hắn đều nói ra loại này lời nói tới, chỉ có thể thuyết minh chân thật tình huống thậm chí so trong tưởng tượng càng thêm không xong. Đáng giận, tuyệt thế thần binh đem thành, sáng lập tông môn lại bị hủy, thật là khí sát bổn tỏa. Liêu Diệp Lâm hận không thể lạc sinh hai cánh bay trở về tông môn điều tra cụ thể tình huống, chính là thần binh lưỡi dao sắc bén còn cần một tháng thời gian mới có thể chân chính luyện thành. Binh si tiền bối, ta nguyện ý lại nhiều ra lợi thế, mong rằng ngài tận khả năng nhanh hơn một chút rèn thần binh tốc độ. Liêu Diệp Lâm trong giọng nói lộ ra vài phần nôn nóng. Binh Si cũng nhìn ra có đại sự phát sinh, trầm ngâm một lát nói, lão hủ liền tính là lại như thế nào mau cũng yêu cầu 20 ngày, lại mau nói liền ảnh hưởng thần binh phẩm cấp. Minh Bạch, Liêu Diệp Lâm suy tư một lát, trực tiếp cấp 7 thánh tử hồi phục tin tức. 20 ngày lúc sau thần binh ra lò, lại tính lên đường trình tiêu hao như thế nào cũng đến 10 ngày qua một tháng sau, bổn tọa nhất định phải cầm tuyệt thế thần binh quân lâm thiên hạ. Liêu Diệp Lâm ngưng thanh lầm bẩm Bên kia, hôm sau sáng sớm, toàn bộ thái hư thần tông đệ tử như cũ đắm chìm ở đêm qua sợ hãi chung vô pháp tự kiềm chế. Thây sơn biển máu, đổ nát thê lương. Nguyên bản rộng lớn đường hoàng kiến trúc đàn trở thành một mảnh phế tích, càng là làm nhân tâm sinh bi thương chi ý. Bảy thánh tử trở về tông môn chủ trì đại cục, hiện giờ Thái Hư Thần Tông tuyệt đối cao tầng chung cũng chỉ dư lại hắn một người. Đương nhiên còn có không ít trưởng lão, chẳng qua những cái đó đều là cung thiên thu tâm phúc, địa vị tự nhiên không có bảy thánh tử cao. Ân học kiến đám người tin người chết cũng ở tông môn nội lan truyền mở ra, làm nguyên bản liền trầm thấp tới cực điểm sĩ khí dậu đổ bìm leo. Bất quá cũng may bảy thánh tử huy vọng rất cao, thậm chí từ nào đó phương diện tới giảng vượt qua lúc trước đại thánh tử, rốt cuộc tra xét linh mạch năng lực xông ra, mà ở Côn Luân khư nội có tu luyện tài nguyên liền tương đương với có hết thảy. Cung Thiên Thu cũng giả mù sa mưa tới rồi dò hỏi trạng huống, nàng trước tiên tìm được rồi bảy thánh tử. Tiểu thất ngươi không sao chứ, thái hư thần tông như thế nào làm thành bộ dáng này? Đến tột cùng là ai dám đối chúng ta tông phái động thủ? Cung Thiên Thu biết rõ cố hỏi. Bảy thánh tử nhìn đến Cung Thiên Thu đầy mặt nôn nóng bộ dáng, trong lòng tức khắc nóng lên, phảng phất nháy mắt có người tâm phúc, suýt nữa liền lệ nóng danh trong bởi vì cung thiên thu dẫn đầu dò hỏi chính là chính mình hay không không có việc gì. Tỷ tỷ, là hãn phỉ đêm tập tông môn, phó tông chủ cùng lão đại bọn họ đều chết trận. Bảy thánh tử thanh âm đều có chút run rẩy. Cung thiên thu kiều khu nhất chấn suýt nữa té ngã, bảy thánh tử bận rộn lo lắng nâng. Tỷ tỷ, người không sao chứ, nén bi thương thuận biến A, bảy thánh tử khuyên giải an ủi nói. Cung thiên thu kỹ thuật diễn tinh vi, đầy mặt thương tâm muốn chết cùng bi phẫn bộ dáng hãn phỉ giết ta phu quân, này thù không báo thể không làm người. Cung thiên thu nước mắt bão táp, kia kỹ thuật diễn nháy mắt hạ gục một chúng ảnh hậu. Tiểu thất, hiện giờ tông môn nổi cao thủ thiệt hại quá nửa, muốn đối phó hãn phỉ căn bản là không có khả năng, người có biện pháp nào không liên hệ thượng tông chủ. Đây mới là cung thiên thu chuyện quan tâm nhất. Bảy thánh tử thở dài nói, tông chủ không lâu trước đây hồi âm, nói lại yêu cầu một tháng sau mới có thể trở về, hắn đang đợi tuyệt thế thần binh luyện thành cung thiên thu trên mặt không có biểu hiện ra dị thường, trong lòng lại phi thường thất vọng. Một tháng sau mới có thể trở về, nếu hãn phỉ đột nhiên giết tới, vẫn là không có biện pháp ngăn trở A. À. Tinh Nguyệt Thần Tông, nghị sự trong đại sảnh. Diệp quân lâm ở giữa mà ngồi, một chúng tông môn cao tầng thần thái sáng láng, đảo qua phía trước xu hướng suy tàn. Diệp quân lâm phía trước bày ra ra khủng bố thế lực, đã làm mọi người chấn động tới rồi cực điểm. Thần chi mọi người ở trong lòng tin tưởng, chỉ cần đi theo Diệp Quân Lâm hỗn, liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thăng chức rất nhanh. Đặc biệt liền ở mấy ngày trước, Mộ Dung Khuynh Tuyết, Lôi Kỳ Lân Giang nhìn thợ săn tiền thưởng tổ chức thành viên đem rất nhiều thần binh cùng với thiên tài địa bảo vận hồi tinh nguyệt thần tông. Càng là làm tông nội cao tầng hưng phấn không thôi, đừng nói người bính cao cấp nhất thần binh lưỡi dao sắc bén, mặc dù là những cái đó chuẩn thần binh cũng là khó gặp cực phẩm. Có này đó thần binh lưỡi dao sắc bén thêm vào, toàn bộ tinh nguyệt thần tông có thể bộc phát ra phía trước gấp 10 lần chiến lực, này vẫn là bảo thủ phỏng trưng. Chủ nhân, nhật nguyệt thần hỏa điện khinh người quá đáng, người tính như thế nào đối phó bọn họ? Nếu ngài yêu cầu nói, ta nguyện ý ở phía trước đấu tranh anh dũng. Công tôn nguyệt ảnh dẫn đầu lên tiếng. Từ biết được nhật nguyệt thần hỏa điện lựa chọn cung thiên thu vì tân nhiệm thánh nữ sau, nàng liền ghi hận nổi lên tinh nguyệt thần tông. Hơn nữa được đến một thanh chuẩn thần binh, công tôn nguyệt ảnh càng là tin tưởng tăng nhiều, nóng lòng ngày xưa Nguyệt Thần Hỏa Điện chứng minh chính mình hiện tại hỗn đến càng tốt. Diệp Quân Lâm trầm ngâm một lát, nói, bọn họ tổ chức hơn trăm cái tông môn vây công táng Long Sơn Cốc, ngay sau đó lại đem chiến hỏa châm đến tinh Nguyệt Thần Tông, lão tử định sẽ không tha thứ. Tông chủ, chúng ta vừa mới được đến tin tức, Thái Hư Thần Tông đêm qua bị người bị thương nặng, phó tông chủ cùng với đại thánh tử đám người chết trận. Thái Hư Thần Tông vài tòa tiêu chí tính kiến trúc cũng bị phá hủy, nhưng nghe nói là là ngài việc làm đây là điển hình vụ oan hãm hại a à. cũng không biết là tên hỗn đản kia làm thế nhưng đem thù hận này mũ khâu tới rồi ngài trên đầu mộ dung khuynh tuyết lòng đầy căm phẫn mà nói diệp quân lâm vẫn chưa phát biểu ý kiến nhưng là trong lòng cũng đã lại hoài nghi đối tượng kia đó là cung thiên thu chỉ có nàng có thực lực cũng có động cơ làm như vậy huống hồ loại này giá hỏa thủ đoạn quá mức giống như đã từng quen biết phía trước tại thế tục giới liền không thiếu dùng đảo cũng phù hợp nàng nhất quán phong cách hành sự. Nhưng là Diệp Quân Lâm vẫn chưa đem chuyện này để ở trong lòng, mặc dù thật là cung thiên thu việc làm, hắn cũng không tính toán đi miệt mài theo đuổi. Rốt cuộc cung thiên thu trước sau muốn để lại cho Tiêu Phong đi giải quyết, đây là đã sớm đáp ứng xuống dưới hứa hẹn, Diệp Quân Lâm tuyệt không sẽ bao biện làm thay. Chỉ là đối với Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện phía trước hành động, cần thiết đến cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Tiểu lôi, lấy ta cung tới một niệm đến tận đây, Diệp Quân Lâm trầm giọng phân phó nói. Ô ngao! Lôi kỳ lân kêu lên quái dị làm đáp lại, không bao lâu liền dùng miệng treo một chương đại cung chậm rãi đi tới. Kia nện bước có thể nói lục thân không nhận giới trần nhà, đặc biệt trên mặt biểu tình càng là khoe khoang đến cực điểm. Này cung tên là phá khư, hôm nay liền dùng nó cấp nhật nguyệt thần hỏa điện một cái giáo huấn đi. Cung thiên thu thanh âm vô cùng lạnh băng. Này trương cung là diệp quân lâm rèn người bính mạnh nhất thần binh chi nhất, phá khư, ý chỉ xuyên phá côn luân khư. Tinh nguyệt thần tông mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn chuôi này thần nỏ, liền thấy cung tiễn tầng ngoài điện quang vần quanh, hình thành cực kỳ cường hãn năng lượng vầng sáng. Dây cung tuy rằng rất nhỏ, nhưng là hơi hơi run rẩy gian, liền toát ra cực kỳ khủng bố năng lượng dao động. Diệp quân lâm ngay sau đó lại lấy ra hai chi phá khư mũi tên, đồng dạng là rèn ra tới thần khí cung tiễn, mang theo cực cường lôi đình chi lực. Một mũi tên đưa nhật nguyệt thần hỏa điện tổng đà, một mũi tên đưa cho Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện, hy vọng các người có thể dài hơn điểm trí nhớ. Diệp quân lâm trương cung cài tên, ngay sau đó đem trong cơ thể năng lượng dao động khuếch tán mở ra, dùng để cảm giác Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện cùng Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện cụ thể phương vị. Tuy rằng hai bên cách xa nhau ngàn dặm xa, nhưng là đỉnh cấp thần binh có được cực cường lực lượng cùng linh vật, phối hợp Diệp quân lâm cảm giác lực hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Tìm thấy được. Diệp quân lâm chuyển động mũi tên phương hướng, thần tiễn ngay sau đó phá không mà ra. Bên kia, nhật nguyệt thần hỏa điện tổng đà. Từ biết được hãn phỉ trở về lúc sau, lấy tư đồ vạn giảm cầm đầu chúng tông môn cao tầng liền khua chiêng gõ mõ chuẩn bị ứng đối hãn phỉ tập kích bất ngờ. Hộ tông đại trận 24 giờ toàn bộ hành trình khởi động đợi mệnh, rất nhiều bên ngoài lực lượng cường giả cũng toàn bộ bị triệu hồi. Bình thường phòng ngự trận pháp càng là nhiều như lông châu, nhật nguyệt thần hỏa điện từ trên xuống dưới đao ra khỏi vỏ cung thượng huyền, tùy thời ứng đối ngoài ý muốn trạng huống phát sinh. Một ngày này, trời xanh không mây vạn giảm không mây. Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện chúng đệ tử còn giống thường lui tới giống nhau tăng mạnh đề phòng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đã có thể vào lúc này, hộ tông đại trận phát ra mãnh liệt chấn động, đây là đối với khủng bố đối địch lực lượng nguy cơ báo động trước. Có địch tập, đại gia chuẩn bị chiến đấu. Sở hữu phòng ngự trận pháp khởi động, những đệ tử khác liệt trận ngăn địch. Đại gia không cần hoảng, có hộ tông đại trận ở, mặc dù là hãn phỉ cũng không có khả năng dễ dàng đột phá phòng tuyến. Nhưng mà cuối cùng câu nói kia âm chưa lạc, hộ tông đại trận dày nặng năng lượng vòng bảo hộ liền phát ra ra nẻ tiếng động. Ngay sau đó chợt rách nát mở ra, một chi tên dài mang theo khủng bố lôi điện chi lực tiếp tục chạy như bay, trực tiếp bắn về phía nhật nguyệt thần hỏa điện chủ điện kiến trúc. Giờ phút này chủ điện công chính giá trị chúng cao tầng ở thương nghị ngăn địch đối sách, nháy mắt cảm giác được nguy cơ đã đến, ngay sau đó vận chuyển toàn bộ công pháp tiến hành địa vực. Nhưng mà này chi thần tiến thế như trẻ tre, ở xuyên phá hộ tông đại trận lúc sau thế nhưng uy thế không giảm, tiếp tục bách cận chủ điện các loại phòng ngự trận pháp. Âm âm âm, bạo phá vỡ vụn thanh âm hết đợt này đến đợt khác, nhưng mà như cũ vô pháp rằng qua một lát, đã bị thần tiến dễ dàng xuyên thấu. Mau bỏ đi, tư đồ vạn dặm cao giọng nhắc nhở, ngay sau đó dẫn đầu hướng tới nơi xa chật vật chạy trốn. Những người khác đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới chỉ phải vận công chống cự, tranh thủ kết hợp mọi người chi lực tới thu hoạch một đường sinh cơ. Nhưng là bọn họ trung quy xem nhẹ phá khư mũi tên uy lực, trực tiếp bị khủng bố thiên lôi chi lực oanh chung. gần trăm tên trưởng lão cấp bậc cường giả bị cuồng bạo lôi điện chi lực oanh kích thành than cốc. Ngay sau đó lại bị khủng bố năng lượng kình phong thổi tan, cuối cùng hôi phi yên diệt. Mặc dù là dẫn đầu chạy ra tư đồ vạn giảm cũng là bị năng lượng dư ba đánh trúng trong cơ thể khí huyết một trận cuồn cuộn, rốt cuộc vẫn là không có thể nhưng khống chế được, liên tục phun ra mấy khẩu máu tươi. Chủ điện cũng bị cuồng bạo năng lượng gió lốc phá hủy quá nửa, chỉ còn lại có đổ nát thê lương, có vẻ phá lệ thê thảm. Cơ hồ là cùng thời gian, gặp cùng đẳng cấp đừng đả kích còn có nhật nguyệt thần hỏa học viện. Đồng dạng là học viện chủ điện bị hủy, đỉnh cương giả cơ hồ là thiệt hại hầu như không còn. Bất quá hai bên đại bộ phận người đều cuối cùng tồn tại xuống dưới, tuy rằng cao tầng cường giả tử thương thảm trọng, nhưng trung quy căn cơ thượng tồn, cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh. Kinh này một chuyện, cũng làm tư đồ vạn dặm nhận thức đến một cái không muốn thừa nhận sự thật, bên kia là hãn phỉ thực lực viễn siêu tưởng tượng. Thậm chí liền diệt môn chuyện này đều không có hứng thú đích thân tới hiện trường tới làm, này hai mũi tên tương đương với trần trụi cảnh cáo. Có như vậy suy đoán sau, cung thiên thu treo cao tâm cũng liền an ổn, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn hãn phỉ hẳn là sẽ không lại đến trả thù đã không có phương diện này nỗi lo về sau, cung thiên thu lại lần nữa trở lại Thái Hư Thần Tông. Hiện giờ Thái Hư Thần Tông cơ hồ đều là cung thiên thu tâm phúc, mặc dù có đã từng tông môn tử chung, cũng bách với tình thế quy về cung thiên thu dưới chướng. Từ nay về sau ta không nghĩ ở nghe được bổn tỏa cùng đại thánh tử quan hệ từ ngươi chờ trong miệng nói ra, nếu không cũng đừng quái bổn tỏa tàn nhẫn độc ác. Cung thiên thu cường thế cảnh cáo Thái Hư Thần Tông thành viên. Hiện giờ Thái Hư Thần Tông đã đều ở khống chế, Cung Thiên Thu muốn hoàn toàn lau đi chính mình cùng đại thánh tử chi gian quan hệ. Từ nay về sau nàng Cung Thiên Thu chính là Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện Thánh Nữ, vẫn chưa kết hôn. Đối với chuyện này, chúng thái hư thần tông đệ tử mặc dám không từ, mặc dù là bảy thánh tử cũng phi thường tán đồng Cung Thiên Thu cái này cách làm. Được đến vừa lòng kết quả, Cung Thiên Thu cũng liền hoàn toàn không có bất luận cái gì băn khoăn, kế tiếp nàng phải vì chân chính khống chế Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện làm tính toán. Long Dương Thành một chi thân xuyên tử kim thương sẽ chuyên trúc trường bảo đội ngũ trực tiếp đi hướng thái ất thương sẽ long dương thành phân hội. Chi đội ngũ này là tử kim thương sẽ phái ra đỉnh cấp cao thủ, chuyên môn phụ trách tại đây khu vực điều tra táng long sơn cốc thảm án hung thủ tình huống. Tuy rằng khu vực này chân chính địa đầu xa là thái ất thương sẽ, nhưng tử kim thương sẽ có bọn họ chuyên trúc tin tức con đường. Cha xét đội ngũ thực mau liền phát hiện khả nghi manh mối, tên kia hãn phỉ đang đi tới táng long sơn cốc phía trước đã tới long dương thành tìm hiểu nguồn gốc tra xét lúc sau, Thái Ất Thương sẽ Long Dương thành phân hội liền dần dần trồi lên mặt nước. Biết được Tử Kim Thương sẽ người tìm tới môn tới, Ngụy Thư Dương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn phi thường rõ ràng người sau sắc thật có thực lực này. Lúc trước Diệp Quân Lâm ở Thái Ất Thương sẽ giao dịch đại sảnh suýt nữa phát sinh tranh đấu, người chứng kiến cũng không ở số ít. Mặc dù Thái Ất Thương sẽ thực lực lại như thế nào cường, cũng không có khả năng lấp kín miệng lưỡi thế gian, rốt cuộc thiên hạ không có không ra phong tường không biết từ kim thương sẽ bằng hiếu đại giá quang lâm, bổn hội trưởng không có từ xa tiếp đón, mong rằng chư vị thứ lỗi a. À. Chỉ là không biết các vị bằng hiếu đường xa mà đến có việc gì sao? Ngụy Thư Dương dẫn đầu chào hỏi. Vô luận trong lòng lại như thế nào mâu thuẫn cùng căm thù, nhưng mặt ngoài công phu cần thiết làm tốt, đây là ở Côn Luân khư có thể lâu dài cơ bản thao tác. Ngụy hội trưởng là tính toán ở chỗ này đem nói rõ ràng sao? Chẳng lẽ đây là các người thái ất thương sẽ đạo đại khách? Cha xét tiểu đội thủ lĩnh có chút không vui hỏi. Tuy rằng Thái ất Thương sẽ là khu vực này địa đầu xa, nhưng là làm quá Giang Long tử Kim Thương hội trưởng lão, cũng không tính toán bán cho đối phương cái gọi là tình cảm. Thậm chí bọn họ trên mặt đều là kiêu căng ngạo mạn thần sắc, chút nào không đem Ngụy Thư Dương đám người để vào mắt. Ngụy Thư Dương trong lòng không vui, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, "Chư vị bên trong thỉnh, người tới a, à, dọn chỗ phụng trà." Vào đón khách trong đại sảnh tra xét tiểu đội trưởng lão nói thẳng hỏi. Ngụy hội trưởng, bổn tọa lần này tiến đến là tính toán dò hỏi ngươi về táng Long Sơn Cốc Hãn vì tình huống, mong rằng ngươi đem biết đến sự tình kể hết báo cho. Xem đối phương đi thẳng vào vấn đề, Ngụy Thư Dương cũng không tính toán giấu diếm, nói thẳng nói, các ngươi người muốn tìm ta biết cái gì chi tiết. Nga, kia hãn phỉ đến tột cùng cái gì thân phận, áo đen trưởng lão lập tức phi thường kích động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy thống khoái thừa nhận xuống dưới. Ngụy Thư Dương vẫn chưa báo cho, mà là chuyện vừa chuyển nói, bổn tọa tính toán bảo hắn một mạng, không biết Tử Kim Thương sẽ có không cấp tại hạ một cái mặt mũi. Ngụy Thư Dương lời còn chưa dứt, áo đen trưởng lão rộng mở đứng lên, lạnh lùng nói, Ngụy Thư Dương, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Thế nhưng gióng giạc làm Tử Kim Thương sẽ cho ngươi mặt mũi. Nếu chúng ta cấp, ngươi chỉ sợ tiếc không được đi. Lại nói tên kia cuồng đồ đánh chết ta tử kim thương sẽ 17 danh đỉnh cấp cường giả, này bút nợ máu cần thiết phải dùng huyết tới còn, bổn tọa khuyên các ngươi thái ất thương sẽ đừng tới tranh vũng nước đục này, nếu không hậu quả không phải các ngươi có thể thừa nhận. Áo đen trưởng lão ngữ khí lạnh lẽo, nhiễm nhiên một bộ trên cao nhìn xuống bộ dáng, chút nào không đem Ngụy Thư Dương để vào mắt. Ngay sau đó, từ Kim Thương sẽ mặt khác tra xét tiểu đội thành viên cũng phụ họa theo đuôi. Còn sĩ diện, các ngươi thái ất thương sẽ mặt mũi có thể giá trị mấy cái tiền. Thật là không biết trời cao đất dày nhanh lên đem người giao ra đây, nếu không chọc nóng nảy từ kim thương sẽ, liền các người thái ất thương sẽ đều cùng nhau thu thập. Đại gia ngày thường tường an không có việc gì nước giếng không phạm nước sông, nhưng không ý nghĩa các người thái ất thương sẽ là có thể cùng tử kim thương sẽ cùng ngồi cùng ăn. Thái ất thương sẽ kém xa đâu, nhanh lên giao người đi, nếu không chúng ta dẹp yên thái ất thương sẽ long dương thành phân hội. Mọi người càng nói càng hăng hái, liền kém chỉ vào ngụy thư dương cái mũi chửi ầm lên. Soảng sát, Ngụy Thư Dương đem chén trà hung hăng ngã trên mặt đất, chén trà phát ra thanh thúy vỡ vụn thanh. Cộp cộp cộp, ồn ào tiếng kêu truyền đến. Rất nhiều thái ất thương sẽ cường giả chen chúc tới, đem đón khách đại sảnh vây quanh cái trận như nêm cối. Ngụy Thư Dương chậm rãi đứng lên, ngữ khí lạnh lẽo vô cùng mà nói, người này thái ất thương sẽ bảo định rồi, các ngươi như thế làm càn, hay là không muốn sống rời đi nơi này sao? Vừa dứt lời, thái ất thương hội sở có cường giả đều phóng xuất ra lạnh thấu xương sát khí áo đen trưởng lão sắc mặt tối tăm vô cùng ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm ngụy thư dương ngụy thư dương đây là người cá nhân ý tưởng vẫn là toàn bộ thái ất thương sẽ thái độ áo đen trưởng lão lạnh lùng nói ngụy thư dương ánh mắt chút nào không né tránh đón hắn ánh mắt nói người này chúng ta thái ất thương sẽ bảo định rồi sấn ta còn không có thay đổi chủ ý nhân lúc còn sớm rời đi nơi đây nếu không kế tiếp phát sinh cái gì đã có thể khó mà nói thực hảo chỉ mong ngươi đừng vì hôm nay làm ra quyết định mà hối hận. Áo đen trưởng lão đứng dậy rời đi, đi tới cửa đột nhiên xoay người tiếp tục nói, tử kim thương sẽ tổng bộ hạ đạt mệnh lệnh, vô luận ai dám ngăn trở giết chết bất luận tội. Áo đen trưởng lão là thật muốn lập tức động thủ, nhưng cũng minh bạch ở thái ất thương sẽ đại bản doanh động thủ, bên ta không có bất luận cái gì phần thắng. Hôm nay thủ đi trước khi tạc trong lòng, chờ ngày sau cường giả tụ tập lại thanh toán cũng không muộn. Nhìn cha xét tiểu đội hùng hổ rời đi, thật lâu sau lúc sau ngụy thư dương cũng là sâu kín thở dài chuyện này vô pháp thiện thái ất thương sẽ có không càng tiến thêm một bước liền xem này dịch kết quả như thế nào ngụy thư dương tự mình lẩm bẩm trên thực tế cũng chính như ngụy thư dương sở liệu từ cha xét tiểu đội rời đi long dương thành lúc sau càng ngày càng nhiều vạn đảo thành cường giả sôi nổi tụ tập tại đây tử kim thương sẽ cường giả đồng dạng không ở không ít số trong lúc nhất thời liền giống như trăm xuyên hối hải Long Dương Thành nháy mắt liền náo nhiệt phi phàm lên. Đối mặt như thế áp lực cực lớn, Ngụy Thư Dương rơi vào đường cùng chỉ phải hướng tổng bộ cầu viện. Tuy rằng phía trước Thái Ất Thương sẽ tổng bộ thông qua thương nghị cũng quyết định bảo hạ Diệp Quân Lâm, nhưng trung quy là nước xa không giải được cái khát ở gần. Căn cứ nhãn tuyến hội báo, Long Dương Thành chung quanh tụ tập tử Kim Thương sẽ cùng với vạn đảo thành phụ thuộc tông phái cường giả chính lấy chỉ số lần tăng lên. Dựa theo dưới loại tình huống này đi, không dùng được bao lâu Long Dương Thành Thái ất thương sẽ cường giả liền sẽ ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Đối phương một khi khởi xướng tổng tiến công, Long Dương Thành phân hội thậm chí có toàn quân hủy diệt nguy hiểm. Một niệm đến tận đây, Ngụy Thư Dương cũng bắt đầu luống cuống. Bên kia, Cung Thiên Thu cũng được đến từ Kim Thương sẽ tìm hãn phỉ trả thù tin tức, nháy mắt đảo qua phía trước tâm tình khói mù không lâu trước đây Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện cùng Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện lần lượt bị thần tiến bị thương nặng cảnh cáo, cung thiên thu vốn là nghẹn một bụng hỏa không chỗ phát tiết. Mà Thái Hư Thần Tông Tông Chủ cũng đến một tháng lúc sau mới có thể trở về, cảnh này khiến trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp tổ chức hữu hiệu lực lượng đối phó hãn phỉ. Nay liền làm cung thiên thu càng thêm buồn bực, cũng không biết cái này từ kim thương sẽ thực lực như thế nào. Cung thiên thu có chút không đế, hãn phỉ bày ra ra tới lực lượng thật sự quá khủng bố, liền lấy kia hai chi thần tiến tới nói, cách xa ngàn dặm ở ngoài đều có thể phát huy như vậy khủng bố lực sát thương. Nếu gần gũi thi triển, chẳng phải càng thêm hủy thiên diệt địa. Tỷ tỷ có điều không biết, tử kim thương sẽ tổng hợp thực lực cường hãn trình độ vượt quá tưởng tượng. Liền lấy vạn đảo thành phân hội tới nói, vạn đảo thành liền có được vô số tông phái thế lực. Mặc dù nhật nguyệt thần hỏa điện cái loại này tông phái ở nơi đó đều bài không thượng hào. Huống chi lần này vì đối phó hãn phỉ, ngay cả tử kim thương sẽ tổng bộ đều phái ra cao thủ hiệp trợ, nghĩ đến hãn phỉ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bảy thánh tử ở bên giải thích nói. Bảy thánh tử đã từng khắp nơi tra xét long mạch tài nguyên, đã từng đi qua vạn đảo thành, đối với tử kim thương sẽ thực lực rất là hiểu biết. Nói như thế tới liền càng đến hảo hảo lợi dụng cái này tuyệt hảo cơ hội. Cung thiên thu thầm nghĩ trong lòng. Tuy rằng hãn phỉ tạm thời sẽ không chủ động xuất kích diệt nàng, nhưng là thân thủ đồ diệt thái hư thần tông đông đảo cường giả giá hỏa hãn phỉ sự tình sớm hay muộn bại lộ. Cần thiết đến sớm làm tính toán mới có thể vạn vô nhất thất. Cung Thiên Thu trong đầu suy nghĩ muôn vàn, nhưng cuối cùng xác định một cái, đó là ngăn chặn hết thảy bất lợi hậu quả. Bởi vì một khi hủy diệt thái hư thần tông giá hỏa hãn phỉ sự tình sự việc đã bại lộ, như vậy tông chủ cùng với hắn sau lưng siêu cấp đại tông môn liền sẽ trước diệt chính mình. Tỷ tỷ từ kim thương hội chúng nhiều cao thủ đang tìm tìm hãn phỉ rơi xuống, không bằng tới cái mượn đao giết người. Bảy thánh tử đột nhiên đề nghị nói. Cung thiên thu gật gật đầu, nói, tiểu thất, người cùng tỷ tỷ nghĩ đến cùng đi. Việc này không nên chậm trễ, ta tức khắc liền xuất phát đuổi bôn long dương thành, bên này nếu có cái gì tin tức kịp thời thông báo ta biết. Tỷ tỷ yên tâm, có ta ở đây, thái hư thần tông loạn không được, nhưng là tỷ tỷ này một đường cần phải tiểu tâm A bảy thánh tử có chút lo lắng mà nói. Cung thiên thu vẫy vẫy tay, nói, yên tâm đi tiểu thất, ta tuy rằng không phải cái gì tuyệt thế cường giả, nhưng là tự bảo vệ mình năng lực vẫn phải có. Cáo biệt bảy thánh tử, cung thiên thu mã bất đình để trực tiếp đuổi bôn Long Dương Thành. Hiện giờ Long Dương Thành đã trở thành khu vực này tiêu điểm, thái ất thương sẽ cùng tử kim thương sẽ tổng hợp thực lực đều phi thường cường hãn. Này hai cái đỉnh cấp đại thương hội đối chọi, tự nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều tông phái cùng cường giả nhóm chú ý. Cung Thiên Thu cơ bản không cố sức liền tìm tới rồi tử kim thương sẽ ở Long Dương thành lâm thời cứ điểm. Lâm thời cứ điểm nội ba vị áo đen trưởng lão chủ trì đại cục, bọn họ đều là vạn đảo thành tử kim thương sẽ đỉnh cường giả, thực lực chỉ ở sau hội trưởng Hoàng Phủ Hoàng Thịnh. Mạc ta trưởng lão, bên ngoài có vị tự xưng là nhật nguyệt thần hỏa điện thánh nữ người cầu kiến, nói là có quan hệ với hãn phỉ hung thủ quan trọng tình báo bẩm báo. Thương hội tinh anh cung thanh nói. Mạc ta, chim cốc, mặc thừa ba vị áo đen trưởng lão lướt nhau, toàn từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra một tia kinh hỉ cùng kinh ngạc. Mau làm nàng tiến vào. Mặc tà trưởng lão trầm giọng nói. Một lát sau liền có thương hội tinh anh dẫn dắt cung thiên thu đi đến. Thiên thu gặp qua các vị tử kim thương sẽ tiền bối. Cung thiên thu doanh doanh thi lễ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cái này làm cho chúng tử kim thương sẽ cường giả đối nàng đánh giá lại cao vài phần. Suốt cuộc giờ phút này trong điện không khí phi thường ngưng trọng, ba vị áo đen trưởng lão cũng sôi nổi phóng thích cường hãn hơi thở uy áp, ý ở không cho cung thiên thu nói hưu nói vượt. Về hãn phỉ tin tức mau chút đúng sự thật nói đi, nếu có nửa phần giả dối, đừng trách bổn tọa là thủ tồi hoa. Mạc tà trưởng lão lạnh lùng mà nói. Cung thiên thu tất cung tất kính mà nói, tiền bối xin yên tâm, liền tính là mượn ta mấy trăm cái lá gan cũng không dám lửa gạt chư vị. Thực hào, đem người biết đến đều nói ra đi. Chim cốc trưởng lão vừa lòng gật gật đầu nói. Cung Thiên Thu từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói thẳng ra, đặc biệt đem Diệp Quân Lâm tay cầm tuyệt thế thần binh trọng điểm cường điệu. Quả nhiên ở nghe được tin tức này sau, ở đây ánh mắt mọi người đều hiện lên một mặt tham lam chi sắc. Tuyệt thế thần binh vô luận ở cái gì cấp bậc tông phái chung đều bị chịu chú mục, càng đừng nói rất có thể chính là ở táng long sơn cốc dẫn phát thiên địa dị tượng thần binh. Ý của ngươi là hiện tại hãn phỉ liền ở tinh nguyệt thần tông. Mặc thừa trưởng lão trầm khuôn mặt hỏi. Cung thiên thu gật gật đầu, nói, tinh nguyệt thần tông đã bị hãn phỉ chiếm làm của riêng, toàn bộ tông môn cũng đều là hắn đồng lõa. Nếu đã quyết định muốn mượn đao giết người, như vậy liền trực tiếp đem tinh nguyệt thần tông cũng nhổ tận gốc lấy trừ hậu hoạn. Hảo, người trước đi xuống đi, chờ bổn tọa chứng thực này tắc tin tức sau, tất có trọng thường. Mạc tà trưởng lão phất phất tay nói. Cung thiên thu lui ra chờ đợi, đương nhiên nàng cũng không tính toán rời đi, lưu tại tử kim thương hội chúng rất mạnh giả nơi này so hồi nhật nguyệt thần hỏa điện càng thêm an toàn, Đặc biệt hủy diệt thái hư thần tông giá hỏa hãn phỉ sự tình vẫn là cái bom hẹn giờ, liền càng đến cẩn thận hành sự. Mặc tà ba vị trưởng lão lập tức phái người đi có quan hệ khu vực điều tra tin tức, tin tức thực mau phải tới rồi chứng thực. Vì thế mặc tà trực tiếp đem tình huống hội báo cho vạn đảo thành tử kim thương sẽ phân hội. Tin tức truyền quay lại vạn đảo thành, hoàng phủ hoàng thịnh giận tím mặt, lập tức phái ra rất nhiều cường giả đi trước đánh chết hãn phỉ, diệt trừ tinh nguyệt thần tông trong lúc nhất thời vạn đảo thành đông đảo tông phái thế lực tất cả đều động lên đặc biệt là tử kim thương sẽ phụ thuộc tông phái nhất tích cực bọn họ cũng đều biết được hãn phỉ trong tay có tuyệt thế thần binh chỉ cần đem này chém giết liền có thể đem tuyệt thế thần binh chiếm làm của riêng không chỉ như thế còn có thể được đến tử kim thương sẽ phái phát tưởng thưởng quả thực chính là một công đôi việc chuyện tốt trong đó lấy trăm luyện thiên tông vạn đảo thành tiêu giao vương sao trời hải điện tam đại đỉnh cấp tông phái cầm đầu phái ra mấy trăm danh đỉnh cấp cường giả cham luyện thiên tông môn loại phức tạp luyện thể luyện khí luyện đan từ từ phàm là đề cập rèn luyện hắn đều có điều đề cập vạn đảo thành tiêu giao vương càng là vạn đảo thành nội vực nội nhất khổng lồ lính đánh thuê đầu mục trưởng quản khu trực thuộc nội sở hữu lính đánh thuê tổ chức đến nỗi sao trời hải điện còn lại là vạn đảo thành cường đại nhất tông phái trưởng quản khắp sao trời hải trong nước khoáng sản tài nguyên cực kỳ phong phú vạn đảo thành hắc giáp thiên quân càng là bày ra một vạn tinh nhuệ thảm chiến Bọn họ ngày thường còn lại là vạn đảo thành hộ vệ đại quân, phụ trách sở hữu đảo nhỏ phòng vệ công tác. Hắc Giáp Thiên Quân đơn binh chiến lược có lẽ so ra kém đỉnh cấp tông phái cường giả, nhưng là bọn họ càng am hiểu đấu tranh anh dũng. Đặc biệt Hắc Giáp Thiên Quân có độc đáo sát phạt chiến thuật cùng với công kích trận pháp, nhiều như vậy nhân số phát huy chiến lực khủng bố đến cực điểm. Mặc dù là đánh sâu vào tông phái cũng không dám khinh thường Hắc Giáp Thiên Quân liên hợp công kích. Này còn chỉ là đi trước Tinh Nguyệt Thần Tông trong đó một đám tông phái thế lực Ám viêm các, Thánh Thần Học Viện, Thiên Nguyên Kiếm Phái, Chiến Hổ Tộc, Đại diễn Thánh Trai, Long Hổ Chùa này 6 thế lực lớn đồng dạng thanh thế to lớn. Càng thêm khiến cho rất nhiều thế lực chú ý cùng khiếp sợ. Thế nhưng liền Thánh Thần Học Viện cái này gì tộc thế lực cũng sam hợp vào được, tử kim thương sẽ lực ảnh hưởng quả nhiên không phải là nhỏ. Chiến Hổ Tộc cái này có được một nửa linh thú huyết mạch tộc đàn đều gia nhập, mặt khác tông môn gia nhập cũng liền chẳng có gì lạ. Người nói này đó đều có thể lý giải nhưng là đại diễn thánh trai cái này thiên đạo tông phái như thế nào cũng rảo hợp vào được. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ bị long hổ chùa kim cương môn nhầm vào sao? Việc nào ra việc đó, này đó tông phái thế lực gia nhập chỉ vì chu sát hãn phỉ, được đến từ kim thương sẽ phong phú tưởng thưởng thôi. Không sai, chỉ sợ bọn họ cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có nắm tay tác chiến thời điểm, tình thế bức bách thôi. Lần này hãn phỉ gặp phải động tính không khỏi cũng quá lớn, đặc biệt long hổ chùa kim cương môn dễ dàng không ra tay, xem ra tử kim thương sẽ có bọn họ muốn thể tu công pháp hoặc là thần binh. Nơi nơi đều ở nghị luận tử kim thương sẽ tụ tập lên thanh thế là cỡ nào lớn mạnh, tất cả mọi người cho rằng hãn phỉ lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì trừ bỏ này đó có thể bài thượng danh hào đỉnh cấp tông phái gia nhập, trung tiểu tông phái cuốn vào trong đó càng là nhiều không kể xiết. Cùng lúc đó tử kim thương sẽ cũng phái ra đại lượng cường giả tiến đến đốc chiến, thể muốn đem hãn phỉ nghiền xương thành cho. Đông đảo thế lực giống như trăm xuyên hối hải, minh mông cuồn cuộn đuổi Bôn tinh nguyệt thần tông. Tin tức này thực mau đã bị Thái Ất Thương sẽ được biết, Ngụy thư Dương tức khắc càng thêm hoảng loạn. Hắn vốn tưởng rằng Tử Kim Thương sẽ còn muốn điều tra một đoạn thời gian mới có thể biết Diệp Quân Lâm cụ thể nơi vị trí. Rốt cuộc nhất biết được nội tình Thái Ất Thương sẽ từ trên xuống dưới đều im miệng không nói, mặt khác tông môn nếu nghĩ đến biết khó như lên trời. Tuyệt đối có người mật báo, mau đi điều tra rõ ràng sao lại thế này. Ngụy Thư Dương lập tức hạ lệnh, không thể không nói Thái ất thương sẽ tin tức thực sự phi thường linh thông, thực mau liền điều tra ra là Nhật Nguyệt Thần hỏa điện tân nhiệm thánh nữ tiến đến mật báo, kết hợp phía trước Diệp Quân Lâm để lộ ra một ít tin tức, cũng có thể đoán ra Cung Thiên Thu đại khái ý đồ. Nữ nhân này thật đúng là chơi đến một tay mượn đao giết người a. Ngụy Thư Dương trong lòng cười lạnh không ngừng, nhưng là rất nhiều tông phái đã sát hướng Tinh Nguyệt Thần tông, tuyệt đối không thể lại tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Ngụy Thư Dương lập tức lấy ra thông tin pháp khí, đem được đến tin tức báo cho Diệp Quân Lâm. Ngụy Thư Dương đem Thái Ất Thương sẽ được đến tin tức thông chi Diệp Quân Lâm lúc sau, như cũng cảm thấy có chút không yên tâm. Tuy rằng cùng Diệp Quân Lâm tiếp xúc số lần cũng không tính nhiều, nhưng là Ngụy Thư Dương cảm thấy người sau chính là cái loại này một khi quyết định muôn vàn khó khăn sửa đổi tính cách. Đặc biệt là đối mặt nguy hiểm hoặc là cường địch khi, người càng là khuyên bảo tạm lánh nổi bật, Diệp Quân Lâm liền càng khả năng nghịch hướng mà đi vì thế ngụy thư dương lập tức xuất lĩnh long dương thành thái ất thương hội chúng đỉnh cấp cao thủ cưỡi vân thuyền bay đi tinh nguyệt thần tông đương ngụy thư dương đám người đuổi đến tinh nguyệt thần tông khoảnh khắc quả nhiên liền nhìn đến diệp quân lâm chính thản nhiên tự đắc kiều chân bắt chéo phẩm trà kia thành thơi thành thơi bộ dáng nơi nào có nửa điểm đại chiến tiến đến đêm trước khẩn trương cùng sầu lo diệp tiên sinh a à, ngài như thế nào một chút đều không nóng nảy đâu tử kim thương sẽ liên hợp đại quân đã ở trên đường Ít ngày nữa liền có thể sát tới cửa tới. Thật sự nếu không trước tiên chuẩn bị, nói câu ngài không thích nghe, rất có thể liền bị mất mạng a. À. Ngụy thư Dương tận tình khuyên bảo mà nói. Giọng nói lạc, Tinh Nguyệt Thần Tông chúng cao tầng cũng sôi nổi đem ánh mắt chuyển rời đến Diệp Quân Lâm trên người. Trước đó bọn họ nhưng không thiếu khuyên Diệp Quân Lâm tưởng ứng đối chi sách, nhưng là Diệp Quân Lâm không dao động, mỗi ngày đều nhẹ nhàng thích ý cùng cái giống như người không có việc gì. Phía trước nhãn tuyến không ngừng truyền đến tin tức tử kim thương sẽ phát động rất nhiều tông phái không ngừng tới gần, không dùng được bao lâu liền binh lâm thành hạ. Đối mặt loại trình độ này thế công, đừng nói thái hư thần tông, mặc dù là nhật nguyệt thần hỏa điện thậm chí càng cường tông phái, trong khoảnh khắc cũng sẽ hôi phi yên diệt. Cho nên tinh nguyệt thần tông trung tâm cao tầng nhóm căn bản là không biết diệp quân lâm nghĩ như thế nào, đều lửa xém lông mày như cũ không dao động. Cũng không biết là định liệu trước bình tĩnh, vẫn là vô kế khả thi nằm yên. Diệp Quân Lâm không sao cả nhún vai, nói, "Ngụy hội trưởng ngồi xuống cùng nhau uống ly trà đi. Bọn họ không phải còn không có sát tới cửa tới đâu sao?" "Diệp tiên sinh, người đây là ai?" Ngụy thư Dương thật dài thở dài, ngồi xuống sau tiếp tục nói, "Trải qua chúng ta điều tra, mật báo giả là Cung Thiên Thu." "Nga?" Diệp Quân Lâm hơi hơi gật đầu. Ngụy thư Dương có chút kinh ngạc, Diệp Quân Lâm tựa hồ không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. "Ta đã sớm đoán ra là nàng." Diệp Quân Lâm giải thích nói. Vẫn là phía trước cái kia nguyên nhân, tuy rằng cung thiên thu tội đáng chết vạn lần, nhưng là trung quy muốn để lại cho tiêu phong giải quyết. Ngụy Thư Dương bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó lại đem đề tài rời đi trở về. Diệp tiên sinh, đều không phải là ta hoài nghi ngài thực lực, nhưng lần này tử kim thương sẽ phát động tông phái thật sự quá nhiều. Chỉ cần là chăm luyện thiên tông, vạn đảo thành tiêu giao vương, thánh thần học viện chờ 10 dư cái đại hình tông phái tùy tiện rút ra một cái liền viễn siêu nhật nguyệt thần hỏa điện. Đặc biệt Long Hổ Chùa xuất động kim cương môn tám đại kim cương La Hán, bọn họ đều là đỉnh cấp thể tu, thực lực cực kỳ cường hãn. Ta kiến nghị Diệp Tiên sinh tính cả tinh nguyệt thần tông thành viên toàn bộ triệt hướng Thái Ất Thương sẽ tổng bộ, như thế chúng ta có lẽ còn có thể có một trận chiến chi lực. Ngụy Thư Dương Ngữ khí khẩn thiết, hắn xác thật không hy vọng Diệp Quân Lâm có cái gì sơ suất phía trước ở đối mặt tử kim thương sẽ tra xét tiểu đội thủ lĩnh khi hắn đã biểu lộ thái độ tại đây loại tiền đề hạ nếu diệp quân lâm tánh mạng khó giữ được như vậy phía trước đắc tội tử kim thương sẽ đem không hề ý nghĩa thậm chí còn sẽ đem toàn bộ thái ất thương sẽ kéo xuống nước mất nhiều hơn được nhưng mà diệp quân lâm đám người chỉ cần tới rồi thái ất thương sẽ tổng bộ kia đó là thái ất thương sẽ người ở thái ất thương sẽ tổng bộ địa vực trong phạm vi mặc dù là tử kim thương sẽ cũng sẽ không dễ dàng khởi xướng toàn diện đại chiến. Tuy rằng tử kim thương sẽ tổng hợp thực lực càng cường, nhưng là toàn diện đại chiến cho dù cuối cùng ăn luôn thái ất thương sẽ, bọn họ cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Đến lúc đó tự nhiên sẽ bị những cái đó mơ ước tử kim thương sẽ cùng cấp bậc thương hội tầm ăn lên thậm chí gồm thâu, loại tình huống này tuyệt đối không phải tử kim thương sẽ muốn nhìn đến cục diện. Nếu Diệp Quân Lâm tiếp tục ngốc tại nơi này, liền chỉ có đường chết một cái. Ngụy Hội trưởng ngươi nhiều lo lắng, mặc dù ta tiếp tục lưu tại nơi đây, Tử Kim Thương sẽ cũng không làm gì được ta." Diệp Quân Lâm cười ngâm ngâm mà nói. "Diệp Quân Lâm sao có thể dễ dàng rời đi Tinh Nguyệt Thần Tông?" Lần này vừa lúc là nhất cử kinh sợ Côn Luân Khư rất nhiều tông phái tuyệt hảo thời cơ. Đến lúc đó Tinh Nguyệt Thần Tông không người dám chọc, cũng liền sẽ ra tốc hắn chân trình ý nghĩa thượng dừng chân với Côn Luân Khư tiến trình. Huống chi ta rèn như vậy nhiều thần binh lưỡi dao sắc bén, vừa vặn mượn cơ hội này thử xem uy lực. Lại nói này đó binh tôm tướng cua còn không có đặt ở lão tử trong mắt, cùng một đám yết giá bán mình rác rưởi vô dị. Diệp quân lâm ngữ khí như cũng nhẹ nhàng vô cùng. Này, ngụy Thư Dương trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đi khuyên, Diệp quân lâm biểu hiện không khỏi cũng quá kiêu ngạo. Mặt khác thái ất thương sẽ cao tầng cũng là sôi nổi lắc đầu, cũng đều cùng ngụy Thư Dương ý tưởng không sai biệt lắm. Tuy rằng Diệp quân lâm thực lực đích xác phi thường cường hãn, nhưng là đối mặt nhiều như vậy khủng bố tông phái thế lực vây công cũng không có nửa điểm thắng được khả năng. Diệp Quân Lâm thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. À. Đến lúc đó từ Kim Thương hội chúng cường giả công lại đây, hắn liền hối tiếc không kịp. Diệp Quân Lâm có chút thác lớn, lúc trước tiến vào Táng Long Sơn cốc kia đội cường giả không kịp lần này rất nhiều thế lực 1%. Song quyền khó địch bốn tay, Diệp Quân Lâm khẳng định sẽ vì hắn cuồng vọng trả giá thảm trọng đại giới chúng thái ất thương sẽ cao tầng sôi nổi trong lòng chửi thầm, chỉ là mặt ngoài lại không dám nói ra. Đương nhiên những người này càng nhiều vẫn là sợ hãi, bởi vì dựa theo phía trước thái ất thương sẽ thái độ, bọn họ liền cần thiết lưu tại nơi này cùng Diệp Quân Lâm đứng chung một chỗ. Đến lúc đó đối mặt mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần địch nhân, đặc biệt những cái đó cường giả thực lực còn phi thường khủng bố, này quả thực cùng lấy trứng trọi đá vô dị. Ngụy Thư Dương lại thử khuyên vài câu, nhưng Diệp Quân Lâm như cũ thái độ kiên định, cho rằng không cần thiết đi xa thái ất thương sẽ tổng bộ. Hảo đi diệp tiên sinh, nếu ngài khăng khăng như thế, chúng ta thái ất thương sẽ liền liều mình bồi quân tử, ta đây liền hướng tổng bộ cầu viện. Ngụy Thư Dương nói xong lúc sau lập tức lấy ra thông tin pháp khí, trực tiếp liên hệ Thái Ất Thương sẽ tổng bộ hội trường. Yêu cầu phái Thái Ất Thần Tổ Cường giả lại đây chi viện, cần phải bảo hộ Diệp Quân Lâm nhân thân an toàn. Ở thu được Ngụy Thư Dương cầu viện tin về sau, Thái Ất Thương sẽ tổng bộ cao tầng không có chút nào do dự liền làm ra quyết định. Phái ra 800 Thái Ất Thần Tổ cao thủ cưỡi 10 con vân thuyền từng nhóm đuổi đến tinh nguyệt thần tông. Thái Ất Thương sẽ tổng hội trưởng thậm chí hạ đạt tử mệnh lệnh, tất yếu dưới tình huống, có thể mạnh mẽ đem diệp quân lâm mang ly tinh nguyệt thần tông. Đương nhiên này chỉ là trong đó một chi viện quân, Thái Ất Thương sẽ còn vận dụng rất nhiều thiên tài địa bảo cùng thần khí vì lợi thế chiêu mộ cường giả tiến đến bảo hộ diệp quân lâm thứ ba đó là lợi dụng nhiều năm qua tích góp xuống dưới nhân mạch cũng là từng nhóm đổi hướng tinh nguyệt thần tông ngụy thư dương đồng dạng hao hết tâm tư kéo đi minh hữu làm viện quân nhiều năm qua tích góp tài nguyên cùng nhân mạch toàn bộ đều dùng tới có thể nói vì giữ được diệp quân lâm này mệnh thái ất thương sẽ có thể nói là bỏ vốn gốc đặc biệt long dương thành phân hội cùng với phụ thuộc tông phái thế lực càng là dốc toàn bộ lực lượng tính toán ở tinh nguyệt thần tông bên ngoài cùng tử kim thương sẽ đại quân một trận tử chiến cùng lúc đó tử kim thương sẽ khắp nơi đại quân cũng tề tụ mà đến, vì huyền thường lệnh thượng phong phú lợi thế, bọn họ đều cướp tới sát diệp quân lâm. Nhanh nhất đi vào tinh nguyệt thần tông tổng đà thành trì bên ngoài chính là vạn đảo thành tiêu giao vương. Làm vạn đảo thành lớn nhất lính đánh thuê đầu mục, tiêu giao vương tọa ủng rất nhiều cường hãn thủ hạ, đặc biệt là khống chế rất nhiều cường đại linh thú. Bởi vì tiêu giao vương bản thân liền có được hãng nhất kỳ là kỹ năng, kia đó là có thể thuần hóa linh thú, làm rất nhiều linh thú trở thành trung thực cấp dưới đấu tranh anh dũng. Hơn trăm một mình tài khổng lồ linh thú hình thành linh thú đại quân khí thế rộng rãi, phảng phất muốn đem sở hữu địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Tiêu giao vương tự mình xuất lính đại quân tới, cao giọng kêu gào, hãn phỉ mau mau ra tới nhận lấy cái chết, bổn vương hôm nay muốn đem người nghiền xương thành cho. Tiêu giao vương thân thể một kiện gia thú trường bào, đứng thẳng ở phía trước nhất một con hình thể thật lớn hổ hình linh thú bối thượng, này chỉ linh thú ước chừng có thành niên voi dáng người lớn nhỏ một con cực đại đầu hổ khí phách phi thường đặc biệt ở đầu hổ chính phía trên có một con nhòn nhọn một sừng dị thường sắc bén hãn phỉ ngươi cho bổn vương nghe nếu ngươi đem trong tay thần binh lưỡi dao sắc bén ngoan ngoãn giao ra đây bổn vương liền tạm thời tha cho ngươi một mạng tiêu giao vương vận công phát ra tiếng thanh âm giống như sét đánh giữa trời quang vang vọng thiên địa những cái đó linh thú đàn cũng đi theo rít gào lên giống như tự cấp tiêu giao vương phất cờ hò reo từ tiêu giao vương nghe nói hãn phỉ trong tay có tuyệt thế thần binh, hắn liền xua đuổi thú đàn mã bất đình để tới rồi, âm thầm thể cần thiết được đến những cái đó thần binh. Đến lúc đó hắn danh vọng ở vạn đảo thành liền sẽ nâng cao một bước, mặc dù quanh thân lĩnh vực cũng sẽ vì này run rẩy. Đi theo ở thú đàn phía sau còn muốn rất nhiều hung thần ác sát tu sĩ, bọn họ giả dạng khác nhau, nhưng mỗi người đều toát ra khủng bố hơi thở uy áp. Cuối cùng cho các người nửa nén hương suy xét thời gian, nếu như còn không ra đầu hàng, bổn vương liền suốt đại quân san bằng tinh nguyệt thần tông. Tiêu giao vương thanh âm cao vút, thú đàn lại lần nữa giết gào phụ hỏa. Mặt khác thủ hạ cũng đi theo hô to hò hét, trong lúc nhất thời uy danh minh mông cuồn cuộn, rất là làm cho người ta sợ hãi. Tinh nguyệt thần tông tổng đã tường thành phía trên, Diệp Quân Lâm cùng ngụy Thư Dương đám người cũng đuổi lại đây. Trừ bỏ Diệp Quân Lâm như cũ đầy mặt nhẹ nhàng thần sắc, những người khác đều là đầy mặt ngưng trọng, thậm chí là khó coi đến cực điểm. Thái Ất Thương sẽ viện quân còn chưa đuổi đến, vạn đảo thành tiêu giao vương lại là hung danh bên ngoài. Nghe nói tiêu giao vương Tu Vi đã đến đến hóa chi cảnh, còn có được cường đại ngự thú năng lực, thực lực cao thâm khó đoán. Hơn nữa tiêu giao vương thủ hạ thu lưu đều là cùng hung cực ác đồ đệ, bọn họ tuyệt đại đa số đều là ở côn luân khư không chuyện ác nào không làm ma đầu, thích giết chóc thành tánh. Các người mau xem những cái đó linh thú, giống như có hơn phân nửa đều là cao dai linh thú, chỉ bằng này đó linh thú, chỉ sợ cũng so sánh đại hình tông phái trung tâm chiến lực. Tiêu giao vương tự mình chỉ huy, hắn ngự dụng tòa kỵ chính là một sừng long hổ thú, nghe nói có viễn cổ linh thú huyết mạch, có thể so với một người đỉnh cường giả. Mọi người nghị luận sôi nổi, theo cảm kích người giải thích, những người khác sắc mặt cũng tùy theo trở nên càng thêm khó coi. Nhìn nơi xa rất nhiều linh thú nhẹ nhàng bào đề, thú trên mặt lộ ra giữ tận thị huyết khủng bố thần sắc, càng là làm người nhịn không được dâng lên sợ hãi chi tâm. Những cái đó quần áo khác nhau ma đầu cũng đều đầy mặt hung ác, nhìn về phía chính mình ánh mắt tràn ngập hài hước cùng khinh miệt. Đặc biệt là lấy mộ dung uyển tình cầm đầu nữ thành viên, mặt đẹp càng là tái nhợt như tờ giấy. Các nàng chính là nghe nói qua tiêu giao vương thủ hạ tàn bạo trình độ, nam tính địch nhân bị tàn sát, nữ nhân bị bắt sẽ sống không bằng chết. ngụy thư dương ngữ khí ngưng trọng mà nói, diệp tiên sinh, tiêu giao vương thực lực sâu không lường được, hơn nữa những cái đó linh thú cực kỳ khó chơi, chúng ta lợi dụng tinh nguyệt thần tông phòng ngự trận pháp tiến hành chống cự mới là thượng sách. Diệp quân lâm cười mà không nói, nhìn về phía đám kia linh thú, nhẹ nhàng thần thái chung lại bằng thêm vài phần nhìn ngẫm. Hãn phỉ, nhanh lên lăn ra đây nhận lấy cái chết. Tinh nguyệt thần tông người nghe, mau chóng ra tới đầu hàng, chúng ta có thể võng khai một mặt. Nếu như ngoan cố không hóa, nam tính đệ tử giết sạch, nữ tính đệ tử liền sẽ trở thành nữ nô. Tiêu giao vương thủ hạ làm càn kêu gào, ánh mắt cũng trở nên càng thêm tàn bạo. Chờ đợi thật lâu sau, tiêu giao vương thấy tinh nguyệt thần tông bên kia như cũ không có động tính, khóe miệng xẹt qua một mặt cười lạnh. Tiêu giao vương đem đừng ở bên hông cốt sáo rút ra, ngay sau đó có tiết tấu gợi lên. Theo du dương giai điệu vang lên, những cái đó nguyên bản còn tương đối bình tĩnh linh thú đàn nháy mắt cuồng táo lên. Chúng nó bảo động mặt đất lực độ tăng lớn, đồng thời phát ra làm cho người ta sợ hãi tiếng gầm gừ, thú mắt cũng nháy mắt trở nên đỏ đậm vô cùng sát. Tiêu giao vương ra lệnh một tiếng, linh thú đàn chợt chạy như điên, lập tức nổi điên nhằm phía tinh nguyệt thần tông tường thành phương hướng. Tiêu giao vương ngồi xuống một sừng hổ thú cũng không ngoại lệ, cũng chạy như điên mà ra. Ở một sừng hổ thú chợt vụt ra nháy mắt, tiêu giao vương lăng không nhảy lên, trực tiếp túng thượng lăng không huyền phù vân thuyền phía trên. Hơn trăm đầu linh thú điên cuồng khởi sướng sung phong, chúng nó đều là thú mục đỏ đậm phát ra hung quang, nghiễm nhiên một bộ muốn đem địch nhân xé nát bộ dáng. Còn có phi hành linh thú càng là rít gào liên tục, bay thẳng đến đầu tường mọi người đánh bất ngờ mà đi. Mau khởi động phòng ngự trận pháp, linh thú quần công đánh tới. Đây chính là tiêu giao vương sở trường trò hay, này đó linh thú ở ma âm khống chế hạ sẽ trở nên phá lệ táo bạo thị huyết. Không chỉ như thế, này đó linh thú cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mấy lần chiến lực, đại gia ngàn vạn không cần thiếu cảnh giác. Ngụy thư Dương chờ một chúng thái ất thương sẽ cường giả sôi nổi nhắc nhở. Tinh Nguyệt Thần Tông chúng cao tầng cùng với tinh anh đệ tử nháy mắt khẩn trương tới rồi cực điểm, bọn họ thật đúng là không biết bị tiêu giao vương khống chế linh thú sẽ phát sinh loại này dị biến. Đại gia không cần khẩn trương, mấy thứ này làm tiểu lôi ứng đối là được. Đúng lúc này, Diệp Quân Lâm lười biếng thanh âm truyền đến. Mọi người kinh ngạc đồng thời còn có chút nghi hoặc, bởi vì quá căng thẳng dẫn tới bọn họ trong lúc nhất thời không phản ánh quá tiểu lôi là thần thánh phương nào. Ô ngao! Lôi kỳ lân thấp thấp xít gào một tiếng, hiển nhiên đối với mọi người quên đi chính mình như vậy cái, quan trọng thú vật, phi thường bất mãn. Lôi kỳ lân lười biếng đứng lên, lại lần nữa nhìn về phía Diệp Quân Lâm, phảng phất ở trưng cầu kế tiếp nên phát huy như thế nào cấp bậc sức chiến đấu. Buông ra sát, làm chúng nó kiến thức kiến thức cái gì gọi là đỉnh cấp linh thú. Diệp Quân Lâm trong giọng nói tràn ngập cổ vũ chi ý. Ô ngao, ô ngao, lôi kỳ lân vui sướng kêu hai tiếng, hiển nhiên đối với cái này có thể người trước hiện. Không đúng, là thú trước hiển thánh cơ hội rất là vừa lòng. Đi thôi." Theo Diệp Quân Lâm lại lần nữa lên tiếng, Lôi Kỳ Lân trực tiếp bốn vó đặng mà, khổng lồ thân hình giống như mũi tên rời dây cung bắn về phía không trung. "Ô ngao." Lôi Kỳ Lân lăng không phát ra một tiếng rít gào. Lần này rít gào Lôi Kỳ Lân không có làm bất luận cái gì khống chế, thanh âm cùng với cường đại tinh thần công kích, làm ở đây cơ hồ tất cả mọi người cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Trong khoảnh khắc vừa rồi còn hùng hổ đánh sâu vào lại đây linh thú đàn chợt dừng lại bước chân, thân hình giống như là điêu khắc giống nhau không thể nhúc nhích mảy may. Có chút phẩm dai hơi chút thấp điểm linh thú thậm chí trực tiếp quỳ dạp trên đất, giống như là phàm nhân gặp được thần minh dáng thế, trực tiếp thành kính quỳ xuống thăm viếng. Nhất thê thảm không gì hơn những cái đó phi hành linh thú, chúng nó vốn là ở trời cao phi hành chuẩn bị công kích. Nhưng mà lôi kỳ lân này một tiếng rít gào trực tiếp làm chúng nó đại não nháy mắt trống rỗng, đến từ huyết mạch cường đại uy áp làm chúng nó không có bất luận cái gì chống cự ý niệm. Sôi nổi từ trên cao tài lạc, nhẹ thì rơi cốt đoạn gân chiết, nặng thì trực tiếp rơi đi đời nhà ma. Ô ngao! Lôi kỳ lân tiếp tục rít gào ra tiếng, những cái đó mới vừa phục hồi tinh thần lại linh thú lại lần nữa như là bị điểm huyệt đạo, cứng còng ở tại chỗ. Lôi kỳ lân cũng căn bản không cho chúng nó bất luận cái gì thở dốc cơ hội, trực tiếp phóng thích thân thể tầng ngoài lôi điện chi lực. Răng rắc sát, Cuồng bạo nhiều sắc lôi điện trùm tia sáng tạp lạc, những cái đó vốn là không thể nhúc nhích các linh thú thành sống bia ngắm. Chỉ cần một lát, liền lại 30 dư đầu linh thú bị cuồng bạo lôi điện chi lực oanh kích thành than cốc, ngay sau đó lại bị cường đại năng lượng dư ba thổi đến hôi phi yên diệt. Này, này thế nhưng là vương cấp linh thú. Hãn Phỉ như thế nào sẽ dưỡng vương cấp linh thú, chuyện này không có khả năng a. À. Một đầu vương cấp linh thú liền có thể so sánh hơn 10 vị đỉnh cường giả, thế nhưng bị Hãn Phỉ trở thành sủng vật tiêu giao vương một phương thành viên sôi nổi kinh hô ra tiếng. Tiêu giao vương cũng là khiếp sợ đến mục chừng vào túi tiền, hắn vốn tưởng rằng chính mình bằng vào ngựa thú thuật liền rất lợi hại, rất nhiều cao giai linh thú đều có thể vì mình sử dụng. Nhưng là cùng hãn phỉ so sánh với, quả thực chính là gặp sư phụ A. Ở tiêu giao vương một phương nhân viên kinh ngạc cùng khiếp sợ chung, lôi kỳ lân bắt đầu đơn thuốc tàn sát. Liền thấy nó giết gào liên tục trên dưới nhảy lên, khi thì miệng phun ngọn lửa, khi thì lưng phóng điện, khi thì bốn vó thích hàn. Vì thế tiêu giao vương linh thú đại quân liền xuất hiện ba loại kết cục, hoặc là trở thành than cốc, hoặc là bị đốt thành cho tấn, cũng hoặc là đông lại thành khắc băng. Ở lôi kỳ lân tam trọng công kích dưới, linh thú đại quân đừng nói đánh trả chống đỡ, ngay cả chạy trốn năng lực đều hoàn toàn đánh mất. Tiêu giao vương sắc mặt từ lúc ban đầu mặt mày hồng hào đã trở thành màu đỏ tím sắc, những cái đó kiêu căng ngạo mạn thủ hạ cũng là khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm một nhà vui mừng một nhà sầu. So với tiêu giao vương một phương khiếp sợ khủng hoảng, tinh nguyệt thần tông cùng thái ất thương sẽ trúng cường giả thì tại khiếp sợ rất nhiều, tinh thần phá lệ phấn chấn. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, ngày thường vinh váo tự đắc thả ái nhân trước hiển thánh lôi kỳ lân thế nhưng có thể bộc phát ra như thế khủng bố sức chiến đấu. Hơn trăm đầu cao phẩm giai linh thú ở lôi kỳ lân trước mặt liền giống như đợi làm thịt sơn dương giống nhau, hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Mấu chốt là Lôi Kỳ Lân tam trọng công kích, càng là làm mọi người hoảng sợ. Nếu ta không nhìn lầm nói, Lôi Kỳ Lân phóng thích lôi điện chi lực nhiều nhất có 9 loại màu sắc a. Còn có nó phun ra tới ngọn lửa, quả thực có thể so với đỉnh cấp Hỏa nguyên tố linh mạch phát ra ra năng lượng nguyên, có linh thú trực tiếp liền hóa khí. Còn có nó kia cực hàn chi khí, khoảng cách xa như vậy ta đều cảm giác tiến vào vạn năm động băng, khó trách những cái đó linh thú trực tiếp bị đông lạnh thành khắc băng. Lôi Kỳ Lân như vậy thực lực chỉ sợ là vài tên đại hình tông phái đỉnh cấp cường giả cũng đánh không lại. Không hổ là Diệp tiên sinh, thế nhưng có thể đem vương cấp linh thú thu về dưới trướng. Hồi tưởng gỡ mìn kỳ lân ở Diệp quân lâm trước mặt nhu thuận như là một con tiểu miêu, rất khó tưởng tượng lôi kỳ lân bị Diệp quân lâm như thế nào ngược quá. Không tốt, tiêu giao vương giống như muốn đích thân ra tay đối phó lôi kỳ lân. Ngụy Thư Dương đột nhiên cao giọng nhắc nhở nói. Mọi người sôi nổi theo Ngụy Thư Dương ngón tay phương hướng nhìn lại liền thấy tiêu giao vương tay cầm một thanh trường đao, đã từ vân trên thuyền nhảy xuống, huyền phù giữa không chung chung, chính ánh mắt lành lạnh mà nhìn chằm chằm lôi kỳ lân, sát ý nghiêm nghị. Diệp quân lâm kỳ thật đã sớm chú ý tới điểm này, trực tiếp ở tuyệt thế thần binh đôi rút ra một thanh trường thương. Mọi người quay đầu quan vọng, liền nhìn đến chuôi này trường thương toàn thân ngân bạch, mũi thương ra hồ quang vần quanh, đồng thời còn ẩn ẩn có lửa cháy bốc lên. Tuy rằng Diệp Quân Lâm vẫn chưa thi triển bất luận cái gì công pháp, nhưng là chuôi này trường thương lại là lộ ra thần vận, làm người không tự giác say mê trong đó. Không hổ là đỉnh cấp tuyệt thế thần binh a. Cũng không biết chuôi này trường thương có bao nhiêu đại uy lực. Tóm lại sẽ không so táng long hoặc là chảm lôi nhược đi. Tinh Nguyệt Thần Tông mọi người kinh ngạc cảm thán liên tục. Bọn họ bên trong có không ít người là kiến thức quá chảm lôi một đao chi uy, trực tiếp lãnh đông đảo Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện đỉnh cấp cường giả mệnh tang đương trường thái ất thương hội chúng người trong mắt còn lại là lộ ra si mê chi sắc, bọn họ cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng chưa bao giờ gặp qua như thế phẩm cấp tuyệt thế thần binh. Ngụy Thư Dương càng là khiếp sợ không thôi, từ kiến thức đến chuôi này trường thương lúc sau, nháy mắt liền cảm giác phía trước từ Diệp Quân Lâm trong tay đổi lấy thần binh không thơm. Xem ra Diệp Quân Lâm rèn thuật xa so trong tưởng tượng cường hãn đến nhiều. Ngụy Thư Dương trong lòng cảm khái đồng thời, càng thêm kiên định bảo vệ Diệp Quân Lâm tánh mạng quyết tâm này thương tên là thiên sách, danh lấy tự thiên sách phủ. Diệp quân lâm nhẹ nhàng giới thiệu ra tiếng, ngay sau đó nhắm ngay tiêu giao vương nơi phương hướng bỗng nhiên ném mạnh mà đi. Suy, thiên sách chợt bắn ra, mọi người có thể rõ ràng nghe được trường thương phá âm chướng tiếng động. Đặc biệt ở thiên sách thương thân vần quanh càng thêm khủng bố lôi điện hình cung, trói mắt điện hoa không ngừng thoáng hiện, chỉ là trong khoảnh khắc liền đã tới rồi tiêu giao vương phụ cận. Bên kia, tiêu giao vương vốn dĩ tưởng tự mình ra tay chém giết lôi kỳ lân, nhưng mà coi như hắn vận công chờ phân phó khoảnh khắc, đột nhiên nhận thấy được một cổ mãnh liệt nguy cơ dự cảm. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, tiêu giao vương liền thấy một thốc trói mắt điện mang đang nhanh chóng tới gần. Bằng vào ám khí liền muốn thương tổn đến bổn vương, quả thực là người si nói mộng. Khiến cho người trước nếm thử bổn vương trong tay chuôi này thần binh lưỡi dao sắc bén uy lực. Tiêu giao vương quát lớn ra tiếng, vận công thúc sục trường đao, đón kia điện mang phương hướng ném mạnh mà đi. Ông, trường đao bộc phát ra lộng lẫy quang mang, khủng bố đao cương hình thành to lớn năng lượng gió lốc, nhắm ngay điện mang oanh qua đi. Tiêu giao vương trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh, ở hắn xem ra cự ly xa công kích căn bản không có khả năng đột phá đao cương năng lượng gió lốc phong kín. Kế tiếp chính mình liền thừa thắng sông lên, mượn dùng này một đao rất nhiều uy, trực tiếp đem kia chỉ vương cấp linh thú đường trường đánh chết. Nhưng mà ở sau một lát, tiêu giao vương trên mặt tươi cười động lại. Sao có thể? Tiêu giao vương liền thấy đao cương gió lốc nháy mắt bị trói mắt điện mang cắn nuốt, nguyên bản phong vân biến sắc chung quanh cũng trong khoảnh khắc yên lặng vô cùng. Cùng lúc đó đánh úp lại còn có lạnh thấu xương đến mức tận cùng hàn ý, ngay cả không gian đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đông lại. Mà chuôi này đỉnh cấp thần binh đại đao trong khoảnh khắc bị đông lại, ngay sau đó bị điện mang oanh kích vì bột mịn. Nguy hiểm! Mãnh liệt nguy cơ dự cảm lại lần nữa đánh úp lại, tiêu giao vương đồng tử có rút lại, bận rộn lo lắng vận chuyển khởi toàn bộ lực lượng hình thành năng lượng vòng bảo hộ che ở trước người. Bá bá bá, mười trưởng có hơn độ dày năng lượng vòng bảo hộ trong khoảnh khắc hình thành. Thiên sách giờ phút này cũng rốt cuộc tiếp xúc tới rồi nhất ngoại tầng năng lượng vòng bảo hộ. Ca, năng lượng vòng bảo hộ xúc chi đánh nát, tựa như mỏng như cánh ve trang giấy bị trong khoảnh khắc tầng tầng xuyên thấu. Mấu chốt là thiên sách phi thứ tốc độ không giảm mảy may, hiển nhiên không đã chịu năng lượng vòng bảo hộ bất luận cái gì trở ngại. Không xong, tiêu giao vương ám đạo không ổn, gần như bản năng muốn chiều bên cạnh trốn tránh. Nhưng mà giờ phút này lại muốn chạy trốn thời gian đã muộn, thiên sách thương ngay lập tức tới, trực tiếp đâm vào hắn ngực. Phốc, cho dù tiêu giao vương nội xuyên đỉnh cấp hộ giáp, nhưng như cũng bị dễ dàng sỏ xuyên qua thân thể. Cường đại lực đánh vào chút nào chưa giảm, tiếp tục đem tiêu giao vương thân thể liên quan bay đi ra ngoài. Vèo tiêu giao vương hình thành một đạo tàn ảnh, cuối cùng bị gắt gao đinh ở huyền phù giữa không trung vân thuyền tường ngoài thượng. Chỉnh con vân thuyền cũng phát ra kịch liệt chấn động, ước chừng lui về phía sau trăm trượng phương xa mới khó khăn lắm dừng lại. Này, này không, không có khả năng. Tiêu giao vương trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng chi sắc. Nhưng mà trong cơ thể mãnh liệt lôi điện cùng cực hàn lực lượng nháy mắt tràn ngập toàn thân. Tiêu giao vương ngũ tạng lục phủ bị điện thành than cốc trạng thái, ngay sau đó lại bị trong khoảnh khắc bị đông lạnh thành khắc băng. Nổ bắn ra đi ra ngoài huyết hoa hình thành nhiều đóa đỏ tươi băng hoa, tự không trung nhanh chóng rơi xuống, có vẻ yêu diễm vô cùng. Tiêu giao vương bị thần binh thiên sách nháy mắt hạ gục, tiêu giao vương đại quân lập tức chấn động đến trợn mắt há hốc mồm. Tiêu giao vương đã chết, sao có thể? Kia bay tới đến tột cùng là thứ gì, như thế nào sẽ có như vậy uy lực khủng bố? Tiêu giao vương trong tay chuôi này trường đao đã là đỉnh cấp thần binh, Thế nhưng cũng bị nháy mắt oanh thành cha. Chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào, còn muốn tiếp tục công kích tinh nguyệt thần tông sao? Tiêu giao vương thân vẫn, đại quân rắn mất đầu, tức khắc hoảng làm một đoàn. Tinh nguyệt thần tông cùng thái ất thương sẽ một phương cũng là lặng ngắt như tờ. Chỉ có Diệp Quân Lâm khoanh tay đứng thẳng, đầy mặt đảm nhiên. Nhưng mà Diệp Quân Lâm trong lòng lại không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh, hắn chỉ cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào dễ như trở bàn tay đánh chết côn luân khư cường giả, quan sát tiêu giao vương đại quân quân tâm tán loạn sợ hãi run rẩy Diệp quân lâm cảm giác chính mình giờ khắc này chính là côn luân khư chúa tể giả. Lúc trước tại thế tục giới chính mình đó là côn luân chiến thần, chỉ là theo thời gian trôi qua, thế tục giới đã mất địch thủ. Cho đến đi vào côn luân khư nhìn thấy rất nhiều cường giả, Diệp quân lâm cảm giác yên lặng đã lâu máu lại lần nữa sôi trào lên. Đặc biệt là chiến ý bị côn luân khư cường giả lại lần nữa kích phát, loại này mỹ diệu cảm giác thật sự là tột đỉnh. Run rẩy đi côn luân khư cường giả nhóm, lão tử muốn lại lần nữa quân lâm thiên hạ. Diệp quân lâm trong lòng ở hò hét, chiến ý nháy mắt thăng đến đỉnh điểm. Ở ngắn ngủi yên tĩnh lúc sau, tinh nguyệt thần tông cùng thái ất thương sẽ thành viên nháy mắt sôi trào lên. Không hổ là tông chủ, này một thương liền xử lý tiêu giao vương, kia chính là đã từng diệt quá vài cái đại hình tông phái tiêu giao vương A. Một kích kinh sợ toàn bộ tiêu giao vương đại quân, xem bọn họ cái kia hỗn loạn bộ dáng, chỉ sợ đã bắt đầu nghĩ đến như thế nào chạy trốn. Diệp quân lâm thật sự yêu cầu làm chúng ta bảo hộ sao? Thực lực này không khỏi cũng quá cường hãn đi. Chúng ta toàn bộ thái ất thương sẽ chung thực lực vượt qua tiêu giao vương cũng bất quá 10 ngón chi số, thế nhưng bị một lưỡi lê chết. Khó trách thương hội tổng bộ như thế coi trọng, chuôi này trường thương chỉ sợ là cực phẩm tuyệt thế thần binh trình tự đi. Nếu ta có thể có như vậy một thanh tuyệt thế thần binh, khẳng định cũng có thể trở thành thái ất thần tổ trung thủ lĩnh cấp bậc cường giả. Mọi người nghị luận thanh tự nhiên truyền vào diệp quân lâm lỗ tai. Kỳ thật táng long, chảm lôi, phá khư, thiên sách bốn bính tuyệt thế thần binh là bắt trước lúc trước chấn ma từ tứ đại thần khí luyện chế mà thành. Chẳng qua sử dụng nguyên vật liệu đều là cực phẩm thiên tài địa bảo. Xen hoàn cảnh càng là tập địa mạch ngọn lửa, hàn đàm hàn khí, thiên lôi chi lực ba loại tuyệt hảo tồn tại rèn ra tới tuyệt thế thần binh uy lực tự nhiên cũng xưa đâu bằng nay. Trải qua thí nghiệm này bốn loại thần binh uy lực vượt qua mong muốn, tám long cùng chảm lôi nhẹ nhàng tàn sát tử kim thương sẽ 17 danh đỉnh cấp cao thủ. Phá khư hai mũi tên ở ngàn dạm ở ngoài bị thương nặng nhật nguyệt thần hỏa điện cùng nhật nguyệt thần hỏa học viện hai đại tông phái thế lực. Hôm nay thiên sách một thương chém giết tử kim thương sẽ đỉnh cấp cường giả tiêu giao vương. Như thế khủng bố chiến tích, mặc dù là diệp quân lâm cũng phi thường vừa lòng. Diệp Quân Lâm rèn thuật xa so với ta tưởng tượng còn muốn khủng bố a à. Ngụy Thư Dương cũng là ở trong lòng liên tục kinh ngạc cảm thán bởi vì Diệp Quân Lâm đem tuyệt thế thần binh che giấu đến cực hảo phía trước Ngụy Thư Dương căn bản là không biết hắn chế tạo như vậy nhiều đỉnh cấp thần binh từ đi vào tinh Nguyệt thần tông lúc sau lần lượt thấy được đao kiếm cung thương bốn loại đỉnh cấp tuyệt thế thần binh này đến yêu cầu như thế nào cao siêu rèn chi thuật phải biết rằng này bốn loại đỉnh cấp tuyệt thế thần binh chẳng những hình thái khác nhau đặc điểm cũng không phải đều giống nhau, này liền yêu cầu rèn giả dung nhập càng nhiều chủ quản ý tưởng. Vứt bỏ mặt khác đều không đề cập tới, đơn thuần là này bốn đem đỉnh cấp thần binh liền cũng đủ chứng minh diệp quân lâm thật lớn giá trị. Mặc dù là thái ất thương sẽ dùng hết toàn lực bảo hộ cũng đáng đến. Ngụy Thư Dương Hạ quyết tâm, lập tức đem tin tức này truyền lại cho thái ất thương sẽ tổng hội trưởng. Thái ất thương sẽ tổng bộ cao tầng nghe tin đều là khiếp sợ không thôi. Tuy rằng Ngụy Thư Dương cũng không rõ ràng lắm này bốn bính thần binh đến tột cùng là cái dạng gì phẩm cấp, nhưng là lấy biểu hiện ra ngoài chiến tích đo lường tính toán, cũng tuyệt đối thuộc về thần binh giới trần nhà giống nhau tồn tại. Hơn nữa loại này cấp bậc thần binh một khi bị mặt khác tông phái thế lực hoặc là đại hình thương hội biết được, như vậy Thái Ất Thương sẽ cho ra lợi thế đem không hề cạnh tranh lực. Đặc biệt ở Diệp Quân Lâm đối mặt tử Kim Thương sẽ rất nhiều tông phái vây công dưới tình huống, Thái Ất Thương sẽ càng muốn xuất ra kiên định thái độ, rốt cuộc đưa than ngày tuyết so dệt hoa trên gấm càng dễ dàng làm người xúc động. Tương lai mặc dù bị mặt khác lớn hơn nữa tông phái biết được việc này, Diệp Quân Lâm cũng tuyệt đối sẽ niệm lúc trước nguy nan khoảnh khắc ra tay tương trợ nhân tình. Này bốn bính đỉnh cấp thần binh liền đủ để trả giá bất luận cái gì đại giới, cuống chi Diệp Quân Lâm bản thân vẫn là có được rèn ra loại này thần binh rèn đại sư. Trải qua đơn giản thương nghị sau, Thái Ất Thương sẽ tổng bộ hạ đạt tử mệnh lệnh, không tiếc hết thảy đại giới bảo hộ Diệp Quân Lâm sinh mệnh an toàn thậm chí ngay cả tổng bộ cũng bắt đầu phái cường giả lại đây chi viện, nhiễm nhiên một bộ khuynh tẫn sở hữu tới vì Diệp Quân Lâm chạm chân trợ uy tư thế. Được đến như vậy hồi đáp Ngụy Thư Dương cũng phi thường cao hứng, bọn họ Long Dương thành phân hội cuối cùng không cần lo lắng một mình chiến đấu hăng hái. Các ngươi tại đây chạm chân trợ uy, ai đều đừng tới hỗ trợ, lão tử phải cho bọn họ một chút giáo huấn. Lời còn chưa dứt, Diệp Quân Lâm tay cầm táng long cùng chạm lôi đã là phi thân nhảy xuống thành lâu, Diệp quân lâm tự hơn 10 triệu thành lâu nhảy xuống tiếng động đều không, ngay sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh. Tiểu lôi, lui ra phía sau. Theo một tiếng quát lớn, đã mau đem linh thú đàn tàn sát hầu như không còn lôi kỳ lân dừng lại thân hình trái ngược hướng thối lui. Mà diệp quân lâm cực nhanh xẹt qua, tiếp tục nhằm phía tiêu giao vương đại quân trận doanh. Hãn phỉ sung phong liều chết lại đây, mau lui lại A. À. Sợ cái gì, chúng ta này nhiều người còn sợ hắn một cái vừa rồi tiêu giao vương chẳng qua là khinh địch gây ra chúng ta tập thể công kích vì tiêu giao vương báo thù rửa hận không sai chúng ta nhiều người như vậy giết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay trải qua ngắn ngủi hoảng loạn vô thấu lúc sau tiêu giao vương đại quân lại lần nữa chấn định xuống dưới bọn họ rốt cuộc đều là thân kinh bách chiến sát thần có không ít người càng là tiêu giao vương tử trung bộ hạ đương nhiên còn có một bộ phận người muốn mượn chém giết diệp quân lâm công lao thu hoạch tiêu giao vương nguyên bản địa vị đến lúc đó trọng trưởng tiêu giao thành quyền to. Nhưng mà vô luận mọi người như thế nào tâm tư khác nhau, nhưng là có một chút ý tưởng phi thường thống nhất, kia đó là đánh chết Diệp Quân Lâm. Mọi người đao thương kiếm kích búa dìu câu xoa tề vũ, trực tiếp nghênh đón Diệp Quân Lâm phương hướng xung phong liều chết qua đi. Nhưng mà nghênh đón bọn họ chính là từng đạo lạnh thấu xương cuồng bạo kiếm khí cùng đao cương. Táng long cùng trảm lôi đồng thời múa may, kiếm khí cùng đao cương hình thành một chương thiên la địa võng, trực tiếp bao trùm hướng tiêu giao vương đại quân. Mọi người bản năng huy động binh khí chống cự, nhưng mà đối mặt tuyệt thế thần binh công kích, lại há là bọn họ này đó vật phàm binh khí có thể ngăn cản. Tuy rằng không phải Diệp Quân Lâm toàn lực một kích, nhưng là đối với Tiêu Giao Vương đại quân tới nói cũng không khác hẳn với tai họa ngập đầu. Trong khoảnh khắc trong tay bọn họ binh khí hóa thành bột mịn, rất nhiều người trốn tránh không kịp trực tiếp bị chém làm số đoạn đương nhiên còn có không ít người bị hai thanh thần binh ẩn chứa hàn khí cùng thiên lôi chi lực tập trung, trở thành khắc băng cùng than cốc. Phù du vọng tưởng hám thụ, chê cười. Diệp quân lâm lạnh băng thanh âm vang lên, làm tiêu giao vương đại quân nhịn không được dùng mình. Leng keng keng, thần binh xẹt qua chỗ, liền sẽ có mấy người trở thành đao kiếm dưới vong hồn. Diệp quân lâm trực tiếp hóa thân trở thành một đài sinh mệnh thu hoạch cơ, ở điên cuồng đoạt lấy tiêu giao vương đại quân tánh mạng. Xa xa nhìn lại, Diệp quân lâm sung phong liều chết tiến tiêu giao vương đại quân trận doanh bên trong, hoành hướng sông thẳng sát ra mấy điều đường máu. Tiêu giao vương đại quân mới đầu còn sẽ cực lực phản kháng, nhưng thực mau bọn họ liền phát hiện tiếp tục ra tay không khác tự tìm tử lộ, vì thế sôi nổi bại trốn. Hiện tại mới muốn chạy, không khỏi quá muộn đi. Diệp quân lâm hiển nhiên không tính toán như vậy dừng tay, ngay sau đó tiếp đón lôi kỳ lân cùng nhau thừa thắng sông lên. Ngụy thư dương bọn họ kinh hãi, đều là kêu giặc cùng đường mạc truy linh tinh nói, nhưng mà Diệp Quân Lâm mắt điếc tai ngơ. Một người một thú từ sau đuổi giết, tiêu giao vương đại quân tứ tán chạy tán loạn. Một mình thâm nhập quá mức nguy hiểm, ai cũng không biết những cái đó thế lực tới rồi cái gì vị trí, chúng ta mau đi hỗ trợ, miễn cho Diệp Tiên sinh có hại. Ngụy Thư Dương lập tức hạ đạt mệnh lệnh, thái ất thương hội chúng cao thủ bận rộn lo lắng xông lên đi hỗ trợ. Mộ Dung Uyển tình đám người tự nhiên cũng tưởng đấu tranh anh dũng, nhưng là lại bị Ngụy Thư Dương ngăn lại. Các ngươi lưu thủ nơi này có thể, nếu có thế lực khác công kích mau chóng truyền tin. Nghe được Ngụy Thư Dương nói như vậy, Mộ Dung Uyển tình chờ một chúng tinh nguyệt thần tông thành viên sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Đương nhiên bọn họ cũng rõ ràng, đối mặt tử kim thương sẽ cường giả liên quân, mặc dù chính mình xông lên đi cũng không giúp được gì. Thậm chí còn khả năng kéo diệp quân lâm chân sau. Cùng lúc đó, chạy tán loạn tiêu giao vương đại quân bị đuổi giết nghiêm trọng giảm quân số, liền vân thuyền đều bất chấp mở ra. Bọn họ vốn đang nghĩ cầm lấy thần binh thiên sách cấp diệp quân lâm tới cái lấy bạo chế bạo, kết quả người nọ mới vừa tiếp xúc đến thiên sách đã bị hàn khí đông lạnh thành khắc băng. Những người khác thấy thế liền càng không dám đánh thiên sách thương chủ ý. Diệp quân lâm cùng lôi kỳ lân một đường đuổi theo, xa xa liền nhìn đến mặt khác một chi đại quân kinh ninh diện tới rồi. Này chi đại quân đúng là từ trăm luyện thiên tông phái ra tới cường giả tạo thành bọn họ xa xa nhìn đến tiêu giao vương đại quân tứ tán chạy tán loạn, nháy mắt có chút phát ngốc. Trăm luyện thiên tông phó tông chủ khẽ nhíu mày, trước đó hắn vẫn chưa nhận được bất luận cái gì tin tức, vốn tưởng rằng chính mình là trước hết đuổi tới tinh nguyệt thần tông. Lúc trước ở biết được hãn phỉ có được đỉnh cấp tuyệt thế thần binh khi, trăm luyện thiên tông cũng là phi thường mơ ước, muốn trước một bước đến tinh nguyệt thần tông chiếm làm của riêng. Trăm luyện thiên tông có luyện đan cùng luyện khí, đối với đỉnh cấp thần binh si mê viễn siêu mặt khác tông môn, này đến tột cùng tình huống như thế nào? mau ngăn lại mấy cái tiêu giao vương người hỏi một chút. trăm luyện thiên tông phó tông chủ mệnh lệnh nói. trăm luyện thiên tông đệ tử tuân lệnh đi chặn lại. kết quả lại bị tiêu giao vương đại quân liều mạng chém giết. những người đó nổi điên giống nhau đánh chết ngăn trở đường đi giả phảng phất phía sau có vô cùng khủng bố đồ vật ở đuổi giết. phó tông chủ giống như có người truy lại đây. tên kia tay cầm đao kiếm nhưng thật ra cùng miêu tả trung hãn vì cực kỳ tương tự a. À? sẽ không chính là hãn phỉ đi. Thật là đạp biến thiết giày vô tìm chỗ được đến lại chẳng phí công phu, tử kim thương sẽ tưởng thưởng ta lấy định rồi. Ở hắn phía sau còn đi theo chỉ linh thú, nhìn dáng vẻ có điểm giống kỳ lân A. Mọi người nghị luận sôi nổi. Trăm luyện thiên tông phó tông chủ cũng không quá đương hồi sự, trực tiếp hạ lệnh nói, chuẩn bị chiến đấu, đem hãn phỉ ngay tại chỗ giết chết. Tuân mệnh, chúng tông nội cường giả tinh thần phấn chấn, bọn họ lần này chính là kiến công lập nghiệp tới, hiện giờ cơ hội bãi ở trước mắt, tự nhiên hưng phấn tới rồi cực điểm. Người tới đúng là Diệp Quân Lâm, hắn cũng không nhận thức cái gì chăm luyện thiên tông, nhưng nếu đều là lại đây vây công tinh nguyệt thần tông, đó chính là chính mình địch nhân. Địch nhân, giết không tha. Diệp Quân Lâm đao kiếm đều phát triển, kiếm khí đao cương ngang dọc đan sen lược ra. trăm luyện thiên tông hoàn toàn không để trong lòng, mặc dù hãn phỉ thực lực lại cường, liên hợp nhiều như vậy cường giả chi lực, chẳng lẽ còn sợ ngăn cản không được. Loại này ý tưởng không ở số ít, rốt cuộc lúc trước Diệp Quân Lâm chiến tích bất quá chính là chém giết tử kim thương sẽ 17 vị cường giả. Mà trăm luyện thiên tông trung đội ngũ trung cường giả so cái này số lượng muốn nhiều, bọn họ sôi nổi vận công chống cự. Nhưng là đương hai bên lực lượng tiếp xúc va chạm đến một chỗ khoảnh khắc, trăm luyện thiên tông cường giả nhóm đều trợn tròn mắt. Lên keng keng, phốc phốc phốc, theo binh khí bị chém làm số đoạn, những cái đó cường giả sôi nổi bị kiếm khí đao cương quét chung, lập tức bị mất mạng rất nhiều người thậm chí liền thanh âm cũng chưa tới kịp phát ra. Ngay sau đó lôi kỳ lân công kích cũng tới rồi, thiên lôi chi lực, hàn khí cùng với địa mạch ngọn lửa tam trọng song hành, quả thực làm trăm luyện thiên tông cường giả ăn tẫn đau khổ. Không ít tông nội cường giả cũng chưa tới kịp phản ứng đã bị nướng thành than cốc, đông lạnh thành khắc băng, chém thành cho tàn. Trăm luyện thiên tông phó tông chủ đầy mặt hoảng sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới tông nội đông đảo cường giả sẽ không chịu được như thế một kích. Nếu là một người hai người có lẽ là sơ sẩy đại ý, nhưng nhiều như vậy cường giả động tác nhất trí mệnh vẫn đương trường, vậy thuyết minh thực lực của đối phương phi phàm viễn siêu tưởng tượng. Liệt trăm luyện chư thần trận. Phó tông chủ hét lớn một tiếng. Trăm luyện thiên tông trung quy là đỉnh cấp đại hình tông phái, bọn họ này đó cường giả lại là tông môn tinh anh. Tuy rằng bị diệp quân lâm giết cái trở tay không kịp, nhưng thực mau liền lại chấn tĩnh xuống dưới, bắt đầu liệt trận nghinh địch. Chư thần, lão tử đảo muốn nhìn các ngươi cái này phá trận có cái gì chỗ hơn người. Diệp quân lâm không quan tâm tiếp tục sung phong liều chết, tay trái đao tay phải kiếm, xâm nhập trăm luyện thiên tông trận pháp giết cái thất tiến thất xuất. Kiếm khí đao cương xẹt qua chỗ, liền có mấy tên trăm luyện thiên tông cường giả trở thành thần binh dưới vong hồn. Thấy vậy trạng huống, trăm luyện thiên tông phó tông chủ liên tục hít hà một hơi, hắn không nghĩ tới hãn phỉ thực lực sẽ như thế khủng bố. Khó trách tiêu giao vương đại quân sẽ hốt hoảng chạy trốn, xem ra cũng là bị hãn phỉ cấp sát ra bóng ma tâm lý. Từ từ, bổn tọa vì cái gì sẽ nói cũng cái này tự. Phó Tông Chủ không khỏi khóe miệng trừ trừ. Bất quá so sánh với dưới, trăm luyện thiên tông càng thêm chấp nhất. Bọn họ chấp nhất với tin tưởng lấy bên ta thực lực có thể thành công chém giết Diệp Quân Lâm. Mặc dù trăm luyện chư thần trận đã bị Diệp Quân Lâm sung phong liều chết đến không thành bộ dáng, bọn họ như cũng tiếp tục khởi xướng công kích. Phó Tông Chủ cũng không nhàn rỗi, hắn không ngừng cao tốc ở chung quanh di động thân hình, tìm kiếm một kích mất mạng tuyệt hảo cơ hội. Nhưng mà Diệp Quân Lâm tốc độ càng mau, ra chiêu khi thì linh động phiêu giật, khi thì đại khai đại hợp, căn bản là sờ không rõ hắn con đường. Cấp lão tử chết đi. Diệp Quân Lâm lại lần nữa ra chiêu, phó tông chủ trốn tránh không kịp bị đao kiếm chảm ở ngực chỗ, đương trường chết oan chết uổng. Rắn mất đầu dưới, trăm luyện thiên tông mặt khác cường giả rốt cuộc luống cuống, nhưng mà bọn họ nhân viên đã bị Diệp Quân Lâm cùng lôi kỳ lân chém giết đến còn thừa không có mấy. Hơn nữa không lâu trước đây đi theo lại đây Ngụy Thư Dương đám người ở bên bổ Đao, chăm luyện Thiên Tông cường giả căn bản chính là tránh cũng không thể tránh. Nhìn Diệp Quân Lâm xung phong liều chết trận địa địch tung hoành bãi hạp không người có thể tránh, Ngụy Thư Dương đám người cũng chỉ dư lại khiếp sợ tán thưởng phần. Diệp Quân Lâm thực lực như thế khủng bố, thật yêu cầu Thái ất thương sẽ bảo hộ sao? một người một thú liền có thể đem tiêu giao vương cùng trăm luyện thiên tông hai cái đỉnh cấp đại tông phái cường giả cuồng ngược, này cũng quá cường hãn đi. Đối mặt tử kim thương sẽ cường giả, hắn một người đủ để ứng đối A. Còn có kia chỉ lôi kỳ lân sức chiến đấu cũng cực kỳ cường hãn, vương cấp linh thú cũng liền bất quá như vậy, quả thực là khủng bố tuyệt luân. Thái ất thương hội chúng cường giả sôi nổi cảm khái khiếp sợ. Ngụy Thư Dương còn lại là lại lần nữa đem tin tức truyền quay lại tổng bộ, vì thế tổng hội trưởng đứng ở Diệp Quân Lâm một phương quyết tâm càng thêm kiên định. Ước chừng sau nửa canh giờ, trăm luyện Thiên Tông cường giả bị Diệp Quân Lâm tàn sát hầu như không còn. Thật là thống khoái a." À. Diệp Quân Lâm cười nói. Nhìn Diệp Quân Lâm khí không dài chỗ mặt không đổi sắc, mọi người lại lần nữa chấn động đến trợn mắt há hốc mồm. Hợp lại xung phong liều chết lâu như vậy, căn bản là không lao lực nhi. Chúng ta trở về đi, Tử Kim Thương sẽ mặt khác viện quân một chốc một lát tới không được đâu. Diệp Quân Lâm quyết định dẹp đường hồi phủ. Ngụy Thư Dương đám người theo sát sau đó, để lại trăm luyện thiên tông thây sơn biển máu. Không bao lâu, tiêu giao vương đại quân cùng trăm luyện thiên tông bị đánh tan tàn sát tin tức tại đây khu vực dẫn đầu lan truyền đi ra ngoài. Cung thiên thu thực mau phải tới rồi tin tức, nàng phía trước một con lưu tại tử kim thương sẽ ở Long Dương ngoài thành vây lâm thời cứ điểm chung. Cung thiên thu vốn tưởng rằng thực mau liền sẽ nghe được hãn phỉ bị giết tin tức, rốt cuộc tử kim thương sẽ cường giả như mây, lại triệu tập rất nhiều đỉnh cấp đại tông phái cường giả lớn như vậy quy mô liên hợp hành động tuyệt đối vạn vô nhất thất nhưng mà nàng lại không nghĩ rằng không như mong muốn vậy phải làm sao bây giờ nếu làm hãn phỉ biết là ta tiết lộ tin tức tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ta a à. đến lúc đó chỉ sợ sẽ sống không bằng chết cái này từ kim thương sẽ như thế nào làm như vậy nhiều người liền cái hãn phỉ đều sát không xong cũng không biết giá hỏa hãn phỉ sự tình còn có thể giấu bao lâu thái hư thần tông tông chủ nên sẽ không dẫn đầu tìm ta tính sổ đi. Cung thiên thu như đứng đống lửa, như ngồi đống than cuộc sống hàng ngày khó ăn, trong lòng càng là sợ hãi tới rồi cực điểm. Một chương mặt đẹp tái nhợt như tờ giấy, sợ hãn phỉ cùng thái hư thần tông tông chủ tìm tới môn tới thanh toán sổ cái. Tử kim thương sẽ ba vị áo đen trưởng lão đồng dạng sắc mặt ngưng trọng, mặt khác cường giả càng là một mảnh khủng hoảng. Tuy rằng tiêu giao vương bên kia là không chính hiệu quân, nhưng hắn thủ hạ không thiếu cùng hung cực ác bỏ mạng đồ, thế nhưng bị đánh tan. Mấu chốt là trăm luyện Thiên Tông cũng bị tàn sát hầu như không còn, nghe nói bọn họ lần này chính là phái ra phó tông chủ tự mình tỏa chấn. Chúng ta lần này đến tột cùng là trêu chọc như thế nào khủng bố tồn tại a? À? Cũng may chúng ta không phải đệ nhất sóng đuổi Bôn tinh nguyệt thần tông, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. À? Mọi người nghị luận sôi nổi, trong lòng đều là dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Bên kia hai đại thế lực bị diệt tin tức cũng truyền tới lần này hành động mặt khác tông phái nơi đó. Tức khác giống như một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Tiêu giao vương đại quân tán loạn bôn đào, trăm luyện thiên tông bị đoàn diệt hai tắc tin tức tức khác làm rất nhiều tông phái khiếp sợ không thôi. Ám viêm các, thánh thần học viện, thiên nguyên kiếm phái trở đại hình tông phái phái tới rất nhiều cao thủ sắc mặt đồng dạng phi thường ngưng trọng. Tiêu giao vương tự mình dẫn linh thú đại quân cùng mấy trăm danh tâm phúc cường giả, thế nhưng cũng bị bại như vậy thảm, thật đúng là làm người ngoài ý muốn a. À. Trăm luyện thiên tông chính là xuất động phó tông chủ, bọn họ còn có lệnh cường giả nghe tiếng sợ vỡ mật trăm luyện chư thần trận chiến pháp, thế nhưng cũng toàn quân hủy diệt. Thật sự là không thể tưởng tượng, đơn thuần lấy sức chiến đấu tới giảng, này hai đại thế lực chút nào không kém gì đang ngồi lần này dẫn dắt đại quân. Đã từng tiêu giao vương lợi dụng linh thú đại quân từng ở trong vòng một ngày phá hủy ba tòa đại hình tông phái tổng đà, lần này lật thuyền trong mương, chẳng lẽ là đại ý? lại đại ý thực lực của bọn họ cũng ở nơi đó, nghe nói tiêu giao vương nơi đó nhưng không có một con linh thú tồn tại chạy ra tới. Mọi người nghe vậy sôi nổi đảo hút khẩu khí lạnh. Tiêu giao vương thống ngự những cái đó linh thú nhưng đều là cao phẩm giai tồn tại, kém cỏi nhất cũng có thể so sánh đại hình tông phái trưởng lão cấp bậc. Tiêu giao vương những cái đó thủ hạ càng là từ rất nhiều không chuyện ác nào không làm hãn phì tạo thành. Thậm chí có không ít người tu luyện đường ngang ngõ tắt công pháp, thực lực đồng dạng không dung khinh thường. Chăm luyện thiên tông càng là tinh thông luyện đan luyện khí, trong tay thần binh không ở số ít, sức chiến đấu có thể thấy được một chút. Đặc biệt chăm luyện chư thần trận đã từng từng có liên tục chém giết 10 tên đại hình tông phái đỉnh cấp cường giả khủng bố chiến tích. Chỉ bằng một cái hãn phỉ cộng thêm danh điều chưa biết tinh nguyệt thần tông, sao có thể đem kia hai đại thế lực tàn sát hầu như không còn đâu. Quả thực là không thể tưởng tượng à. Ta biết sao lại thế này. Ám viêm các một vị trưởng lão đột nhiên nói mọi người sôi nổi đem ánh mắt rời đi qua đi, chờ đợi đối phương phía dưới giải đáp. Ám viêm các trưởng lão trầm giọng nói, khẳng định là thái ất thương sẽ đỉnh cấp cường giả ra tay, chỉ có loại này khả năng mới phù hợp lẽ thương. Một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Mặt khác tông phái cường giả cũng sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Không sai không sai, nhất định là như thế này, thái ất thương sẽ tổng hợp thực lực tuy rằng so ra kém từ kim thương sẽ, nhưng cũng tuyệt đối không dung khinh thường phía trước Long Dương Thành Thái Ất Thương sẽ phân hội trưởng Ngụy Thư Dương Minh xác tỏ thái độ muốn giữ được hãn phỉ, tất nhiên là kinh động Thái Ất Thương sẽ tổng bộ cường giả. Như thế liền nói đến thông, hãn phỉ cường đại nữa bất quá là một người, sao có thể nhẹ nhàng tàn sát hai đại tông phái cường giả. Mọi người càng nghĩ càng có đạo lý, đầu mâu thẳng chỉ Thái Ất Thương sẽ. Như thế xem ra chỉ có thể trước đem Thái Ất Thương sẽ phiền toái giải quyết mới được. Không sai, chúng ta này liền đi trước Long Dương Thành chứng thực, nếu thật là như vậy, trước cấp Thái Ất Thương sẽ một cái giáo huấn cũng chưa chắc không thể. Bổn Tỏa cũng hoàn toàn tán đồng, cần phải đến cấp Thái Ất Thương sẽ điểm giáo huấn, làm những người này biết Tử Kim Thương sẽ không phải bọn họ có thể trêu chọc. Mọi người trải qua thương nghị lựa chọn đi trước lui về Long Dương bên trong thành. Tử Kim Thương sẽ liên quân minh mông cuồn cuộn hướng Long Dương thành Thái Ất Thương sẽ phân hội xuống lại mà đi. Trên đường không nói chuyện, rất nhiều tông phái thế lực trực tiếp đi vào Thái Ất Thương sẽ phân hội cửa chính trước từng cái lòng đầy căm phẫn vênh váo tự đắc. Thái ất thương sẽ người nghe, tức khắc đem các người phái hướng tinh nguyệt thần tông cường giả rút về, nếu không tử kim thương sẽ muốn toàn phương vị phát động tiến công. Nhanh lên cho các người phân hội trưởng ra cửa nghinh đón, nếu không chúng ta trực tiếp công đi vào. Đừng cùng thái ất thương sẽ người nhiều lời, đem Long Dương thành phân hội san bằng. Đang lúc tử kim thương sẽ phụ thuộc tông phái kêu gào khoảnh khắc, Thái Ất Thương sẽ tổng bộ điều khiển 800 danh Thái Ất Thần Tổ Cường giả vừa mới đuổi đến Long Dương thành phân hội. Hai bên nháy mắt rằng co lên. Cái này không sai được, chính là Thái Ất Thương sẽ trợ giúp hãn phỉ. Thái Ất Thương sẽ lần này thật là bỏ vốn gốc, thế nhưng quá ra nhiều như vậy Thái Ất Thần Tổ Cường giả. Có thể nghĩ đến có bao nhiêu Thái Ất Thần Tổ Cường giả đầu nhập vào kia chàng chiến đấu. Audio điện tử võ tấn bền Tử Kim Thương sẽ điều khiển này đó tông phái thế lực cái này càng thêm nhận định, phía trước đánh tan tiêu giao vương cùng trăm luyện thiên tông là Thái Ất Thương sẽ động tay. Thái Ất thần tổ các cao thủ nghe vậy lòng tràn đầy nghi hoặc khó hiểu, bọn họ từ rất nhiều phân hội tập kết đợi mệnh, này chạm thứ nhất tới chính là Long Dương Thành. Những người này đang nói cái gì? Thái Ất thần tổ các cao thủ trong lòng công pháp sôi nổi xuất hiện cái này nghi hoặc thái ất thần tổ người phụ trách ngay sau đó lại cấp ngụy thư dương truyền tin dò hỏi sao lại thế này đồng thời đem long dương thành tình huống nói một chút những người đó tưởng chúng ta thái ất thương sẽ động đắc thủ ngụy thư dương dở khóc dở cười nhân ra diệp quân lâm một người một thú liền đã đem tiêu giao vương đại quân cùng trăm luyện thiên tông giết được bị đánh cho tơi bởi chật vật chạy trốn rồi chỉ là thái ất thần tổ mọi người như thế nào cũng không nghĩ tới sát lui hai chi đại quân chính là diệp quân lâm cùng lôi kỳ lân vì thế Ngụy Thư Dương liền đem bên này tình huống truyền lại trở về, nhưng lại đột nhiên phát hiện tin tức gửi đi xong lúc sau thật lâu sau cũng không được đến đáp lại. Vô luận như thế nào gửi đi tin tức, Thái Ất Thần Tổ cũng không đáp lại. Đương nhiên Ngụy Thư Dương cũng không lo lắng sẽ phát sinh cái gì sai lầm, 800 danh Thái Ất Thần Tổ cường giả đại quân cũng không phải là đùa giỡn. Vô luận cái nào tông phái đối mặt như thế quy mô cao thủ đoàn đội đều đến cẩn thận đối đãi, dễ dàng sẽ không chính diện xé rách ra mặt. Trên thực tế cũng chính như Ngụy Thư Dương sở liệu, Tử Kim Thương sẽ đại quân cũng không có tùy tiện đối thái ất thần tổ cường giả nhóm động thủ. Này đó tông môn thực lực tuy rằng đều làm thuê với Tử Kim Thương sẽ, nhưng là vô luận đơn độc sách ra cái nào tông phái đối phó 800 danh thái ất thần tổ cường giả cũng không có tất thắng nắm chắc. Thậm chí còn khả năng bị phản sát, mặc dù cuối cùng thắng được, cũng sẽ trả giá thảm trọng đại giới. Chỉ cần đem này đó thái ất thần tổ cường giả lưu tại nơi này không đi chi viện hãn phỉ, liền tính đạt thành mục đích mọi người trải qua thương nghị, lưu lại sao trời hải điện cùng hắc giáp thiên quân phụ trách ở Long Dương thành coi trừng thái ất thần tổ 800 danh cường giả. Đến nỗi mặt khác tông môn thế lực sôi nổi sát hướng tinh nguyệt thần tông. Người sau bởi vì hai đại thế lực đối Long Dương thành phân hội như hổ rình mồi cũng không dám coi thường vọng động. Chỉ là chúng cường giả vô luận như thế nào đều liên hệ không thượng ngụy thư dương, cũng làm cho bọn họ ý thức được tình huống đặc thù. Chắc là tử kim thương sẽ quấy nhiễu thông tin pháp khí, chặt đứt hai bên liên hệ, như thế thái ất thần tổ cường giả nhóm liền càng thêm không dám dễ dàng rời đi long dương thành. bất quá đối với bọn họ tới nói chỉ cần có thể bám trụ tử kim thương sẽ một bộ phận lực lượng cũng coi như là biến hướng chi viện diệp quân lâm. lây ám viêm các thánh thần học viện thiên nguyên kiếm phái chiến hổ tộc đại diễn thánh trai long hổ chùa sáu đại đỉnh cấp tông phái cầm đầu tử kim thương sẽ liên quân minh mông cuồn cuộn sát hướng tinh nguyệt thần tông. hàng trăm vân thuyền gào thét mở ra thực mau đã là đến Tinh Nguyệt Thần Tông tổng đà bên ngoài. Chúng tông phái cường giả dựng trại đóng quân, bọn họ từng người thành lập trận hình phòng ngự, chuẩn bị tu chỉnh nửa ngày liền phát động tổng tiến công. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, phim chính khu vực nội tràn ngập túc sát chi khí. Tinh Nguyệt Thần Tông cũng đã sớm được đến tin tức, mộ dung huyền tình phái ra đi vô số nhãn tuyến, hơi có dị thường liền sẽ đưa tin tổng đà. Tông chủ, lần này Tử Kim Thương sẽ phái ra tông phái thật sự quá cường, vẫn là cẩn thận một ít đi mộ dung uyển tình tận khả năng uyển chuyển mà khuyên ngụy thư dương cũng là phụ họa theo đuôi nói ám viêm các thánh thần học viện chờ sáu đại đỉnh cấp tông phái mỗi một cái đều không thể so trăm luyện thiên tông thực lực kém đặc biệt chiến hổ tộc đại diễn thánh trai long hổ chùa tam đại tông phái thậm chí càng cường xác thật không dung khinh thường a à. diệp quân lâm vẫy vẫy tay đầy mặt thoải mái mà nói không sao một đám con kiến thôi này mọi người tức khắc không lời gì để nói Tuy rằng Diệp Quân Lâm phía trước đã triển lãm xuất siêu cường chiến lực, nhưng mọi người như cũng cho rằng hắn có chút cuồng vọng. Lượng biến có thể khiến cho biến chất, đặc biệt này đó đỉnh cấp tông phái bản thân chất lượng liền phi thường cao, kết hợp lên uy lực có thể nghĩ. Hai người các người cũng tùy ta ra trận giết địch đi. Diệp Quân Lâm đối với mộ dung khuynh tuyết hai nàng vẫy vẫy tay nói. Mộ dung khuynh tuyết cùng công tôn Nguyệt Ảnh có chút ngoài ý muốn, các nàng hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Quân Lâm thế nhưng tại đây loại trạng huống hạ kêu lên chính mình. Đối mặt rất nhiều đỉnh cấp tông phái thế lực vây công, mặc dù là xuất thân nhật nguyệt thần hỏa điện công tôn nguyệt ảnh cũng phi thường khẩn trương. Phải biết rằng đối phương cầm đầu sáu đại tông phái tùy tiện rút ra một cái, đều có thể nháy mắt hạ gục nhật nguyệt thần hỏa điện. Sáu đại tông môn tinh nhuệ đều xuất hiện, ta thật có thể đối phó được sao? Công tôn nguyệt ảnh ở trong lòng thật sâu nghi ngờ. Mộ Dung Khuynh Tuyết xuất thân Hàn Vi càng thêm hoài nghi chính mình, thậm chí hai chân đều ở run nhẹ nhẹ. Diệp Quân Lâm cười nhắc nhở nói, các ngươi đã quên có thần binh sao? Công Tôn Nguyệt Ảnh hai nàng bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt khẩn trương chi sắc cũng giảm bớt rất nhiều. Diệp Quân Lâm lúc trước ở Táng Long Sơn cốc làm hai nàng chọn lựa chuẩn thần binh làm binh khí, hiện giờ rốt cuộc có thể có tác dụng. Ô ngao. Đúng lúc này, Lôi Kỳ Lân thấp thấp tiếng gầm gừ truyền đến hiển nhiên là đối với Diệp Quân Lâm ở như thế tuyệt hảo người trước hiển thánh cơ hội hạ không dẫn đầu kêu lên nó mà lời lẽ nghiêm khắc kháng nghị. Tiểu lôi, loại này thời điểm ta như thế nào có thể quên ngươi đâu. Cho hay đều là áp trục thượng, không phải sao. Diệp Quân Lâm một câu tức khác làm lôi kỳ lân vui vẻ ra mặt. Chỉ là kia trương đáng sợ sư tử mặt cười rộ lên càng giống ma quỷ khóc thúc thiết. Tiểu lôi nhớ kỹ, lần này không cần phóng chạy một cái, bày ra ra ngươi lớn nhất thực lực tới. Diệp quân lâm bổ sung nói. Lôi kỳ lân nâng lên móng trước vỗ vỗ trước ngực phải phía trên phát ra thanh thúy tiếng vang, giống như là nhân loại vỗ ngực bảo đảm giống nhau cao vút kêu vài tiếng. Chúng ta đi. Diệp quân lâm phất phất tay, ba người một thú lập tức hướng tới đầu tường đi đến. Diệp tiên sinh, chúng ta đâu? Ngụy thư dương bận rộn lo lắng hỏi. Diệp quân lâm thanh âm tùy theo chuyển đến, các người liền ở đầu tường xem diễn đi. Xem, xem diễn. Ngụy Thư Dương chờ một chúng thái ất thương sẽ cường giả khóe miệng đều nhịp trừ trừ, thực xấu hổ. Đại thật xa chạy tới hỗ trợ, ai cũng chưa nghĩ đến thế nhưng trở thành quần chúng. Này sóng nhân tình đưa không khỏi cũng quá nhẹ nhàng đi. Lấy Diệp Quân Lâm cầm đầu ba người một thú người nhẹ nhàng dừng ở dưới thành, lập tức hướng tới tử kim thương sẽ liên quân doanh trại đi đến. Thực mau liên quân lời mở đầu nhãn tuyến liền phát hiện Diệp Quân Lâm đám người, nhanh chóng hội báo cho sáu đại tông phái người phụ trách này hãn phỉ thật đúng là dũng khí đáng khen, cũng dám chủ động đi lên chịu chết. Gia hỏa này không khỏi cũng quá kiêu ngạo đi, thế nhưng ba người một đầu liền dám vào công, quả thực không đem chúng ta để vào mắt a. À. Một khi đã như vậy khiến cho hắn trướng trướng trí nhớ, chư vị, liệt trận nghinh địch. Tử Kim Thương sẽ liên quân sôi nổi lao ra doanh trại dọn xong trận hình, lặng lặng chờ đợi diệp quân lâm đám người tới gần. Hô hô hô, không phải có gió thổi qua, cuốn lên đạo đạo gió cát, nhưng là bay múa đến Diệp Quân Lâm phụ cận khoảnh khắc liền không thể hiểu được biến mất vô tung. Hãn phỉ, tu đến càn rỡ, ám viêm các đại trưởng lão lĩnh giáo cao chiêu. Theo một đạo lãnh lệ thanh âm vang lên, một người dâu tóc bạc trắng lão giả giống như quỷ mị vọt đến trước trận. Mọi người liền thấy lão giả đôi tay lòng bàn tay có tam sắc quỷ dị ngọn lửa bốc lên dựng lên. Bởi vì ngọn lửa độ ấm quá cao, chung quanh một mảnh khu vực không gian đều bị thiêu đến nếp uốn biến hình, Chiến hồ tộc tam tù trưởng cũng tưởng lĩnh giáo một phen các hạ biện pháp hay. Vừa dứt lời, một đạo cường tráng giống như loại nhỏ đồi núi tráng hán vào tới trước trận. Tráng hán cơ bắp cù kết, biểu hiện ra nổ mạnh lực lượng cảm, phảng phất trong cơ thể lực lượng đã không chịu khống chế tràn ra tới. Đặc biệt ở tráng hán nhẹ nhàng huy động cánh tay nháy mắt, thế nhưng ẩn ẩn có hổ gầm tiếng vang lên. Đại diễn thánh trai phó trai chủ tại đây, thỉnh các hạ chỉ giáo. Một đạo yêu mị thanh âm vang lên, bởi vì người này dáng người yểu điệu mặt nạ bảo hộ hắc xa, căn bản thấy không rõ hắn lư sơn chân diện mục. Thanh âm chỉ là đơn thuần yêu mị mê người, lại cũng phân không rõ nam nữ, chỉ là ở hắn đứng ở nơi đó liền ẩn ẩn có lưỡng đạo tàn ảnh đứng sừng sướng bên cạnh. Liền giống như quỷ mị hiện thế giống nhau, làm người không lý do đến dùng mình. Long hổ chùa tám đại kim cương la hán thỉnh ban biện pháp hay. Tám đạo cường tráng thân ảnh giống như thiên thần hạ phàm tự trời cao đáp xuống ở mà, liền thấy bọn họ thân hình chung quanh tản ra sán sán kim quang. Bọn họ đều là thân xuyên tăng bào chấp tay hành lễ, chống chân đầu dưới ánh nắng chiếu dọi xuống rất là trong suốt phản quang, thậm chí đều có chút chói mắt. Thánh thần học viện trưởng lão đường thỉnh giáo biện pháp hay. Những người này tướng mạo kỳ lạ, không giống nhân loại bình thường, thậm chí có chút dữ tợn đáng sợ, trên người hơi thở cũng phi thường quái dị. Đặc biệt là bọn họ con người huyết hồng đến cực điểm, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Chủ nhân, này long hổ chùa kim cương la hán tu luyện mạnh mẽ kim cương thần công thuộc về thuần thể tu đỉnh cấp công pháp nghe nói tu luyện đến tối cao trình tự nhưng bất tử bất diệt không gì chặn được đến nỗi ám viêm các bọn họ chủ tu hỏa hệ công pháp đối với trong thiên địa hỏa nguyên tố khống chế cực kỳ cường hãn cầm đầu người nọ liền có thể thao tác nhiều sắc ngọn lửa ngọn lửa nhan sắc càng nhiều cụ bị đốt cháy năng lực liền càng cường đại diễn thánh trai công pháp quỷ dị đến cực điểm nghe nói có thể lợi dụng đạo thuật dẫn động thiên địa chi lực vì này sử dụng, làm đối thủ khó lòng phòng bị. Thánh thần học viện là gì tộc ta không quá hiểu biết, chiến hồ tộc có linh thú huyết mạch, nghe nói ở nào đó tuổi tác huyết mạch thức tỉnh chiến lực tăng nhiều. Thiên nguyên kiếm tông chỉ biết bọn họ chủ tu kiếm đạo, nghe nói tông chủ kiếm pháp đã đến đến hóa chi cảnh, cũng may hôm nay hắn không có tới, nếu không sẽ thực khó giải quyết. Công tôn Nguyệt ảnh vừa đi vừa cấp diệp quân lâm làm ra giải thích. Mộ dung khuynh tuyết rất là hâm mộ, nàng kiến thức xa không có công tôn nguyệt ảnh nhiều, loại tình huống này hạ ở tri thức dự trữ phương diện không thể giúp bất luận cái gì vội. Diệp quân lâm cười nói, không sao, kế tiếp khiến cho bọn họ hối hận đi vào trên đời này. Lời còn chưa dứt, Diệp quân lâm dẫn đầu sông ra ngoài, đem cánh tay trái cao cao dơ lên, chảm lôi đao ngay sau đó chợt đánh xuống. Giang rác, trói mắt bạc mang thoáng hiện, khắp khu vực không gian đều đánh nói khủng bố lệ lẽ, cuồng bạo đao mang trực tiếp bổ về phía thiên nguyên kiếm phái vài vị trưởng lão thiên nguyên vô phương kiếm trận. Thiên nguyên kiếm tông thủ tịch trưởng lão quát lớn ra tiếng, những người khác hiểu ý, bận rộn lo lắng vận chuyển công pháp. Kiếm khí trở tụ tập ở bên nhau, hình thành đạo đạo khủng bố kiếm khí vóng, theo cánh tay huy động gian, đón diệp quân lâm chém ra đao cương oanh đi. Leng keng keng, kịch liệt lưỡi mát vang lên tiếng động vang lên. Nguyên bản sắc bén khủng bố kiếm vóng chợt bị thiết vì hai nửa, mà kia đạo lộng lẫy đao cương uy thế lại một chút không giảm. Mau lui lại, thiên nguyên kiếm tông thủ tịch trưởng lão trong lòng phát lên xưa nay chưa từng có nguy cơ dự cảm. Mặt khác trưởng lão phát sôi nổi hướng bên cạnh trốn tránh mà đi, nhưng mà đao cương tốc độ thật sự quá nhanh, vài vị trưởng lão thân thể còn ở giữa không chung khi liền bị chém chúng. Phốc, đạo đạo hồng mang lóng lánh, vài tên thiên nguyên kiếm tông trưởng lão đương trường mất mạng. Đao cương uy thế như cũ không giảm mảy may, trực tiếp đem mặt đất chém ra một đạo sâu không thấy đáy cái khe phía sau liên quân tinh anh cũng nháy mắt thương vong vô số gần một đao liền làm sáu đại đỉnh cấp tông phái chi nhất thiên nguyên kiếm tông tử thương thảm trọng hãn phỉ chớ có cản dỡ xem bổn tọa đem ngươi đốt thành cho tấn ám viêm các thủ tịch trưởng lão quát lớn ra tiếng hắn lòng bàn tay tam sắc ngọn lửa càng thêm cường thịnh theo hắn nhanh chóng vận chuyển công pháp trong khoảnh khắc liền hình thành lưỡng đạo vô cùng khủng bố cano mãnh liệt ngọn lửa đem chung quanh khu vực không gian nướng đến nếp nhăn biến hình hỏa nguyên tố chi lực tinh thuần tới rồi cực điểm ngay sau đó ném diệp quân lâm hảo a à, nếu ngươi so sánh với ngọn lửa lão tử liền cùng ngươi dùng hỏa nguyên tố chi lực tỷ thí làm ngươi tâm phục khẩu phục diệp quân lâm cười lạnh nói ô ngao một đạo cao vút xít gào vang lên ngay sau đó cũng không đợi diệp quân lâm làm ra đáp lại lôi kỳ lân dẫn đầu ra chiêu liền thấy nó mở ra bồn máu mồm to một đạo mãnh liệt đến mức tận cùng ngọn lửa đón lưỡng đạo cano phun ra mà đi suy, ngọn lửa hình thành cột sáng, cực kỳ giống điện ảnh chung ngọn lửa pháo đặc hiệu. Âm âm âm, hai bên ngọn lửa ở trên hư không chung va chạm đến một chỗ, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Theo anh một tiếng vang lớn, mọi người liền thấy mãnh liệt ngọn lửa trụ trực tiếp đem lưỡng đạo cano cắn nuốt. Theo bùm bùm thiêu đốt bạo tiếng vang truyền ra, mãnh liệt hỏa trụ uy thế không giảm, tiếp tục oanh hướng ám viêm các thủ tịch trưởng lão. Không tốt, thủ tịch trưởng lão sắc mặt biến đổi lớn, gần như bản năng hướng bên cạnh né tránh mà đi nhưng mà lôi kỳ lân phóng xuất ra tới mãnh liệt cột sáng tốc độ thật sự quá nhanh phía bên phải cánh tay bị hỏa trụ đánh chúng a à, thủ tịch trưởng lão kêu thảm thiết ra tiếng một trận truy tâm đến xương cảm giác đau đớn nháy mắt lan khắp toàn thân lại xem tên này trưởng lão phía bên phải cánh tay đều bị đốt thành cho bụi bởi vì độ ấm quá cao thân thể tàn khuyết bộ phận máu tươi nháy mắt bị trưng làm ô ngao Lôi kỳ lân đắc ý đối với Diệp Quân Lâm kêu một tiếng, phảng phất ở khoe ra chính mình tài năng. Ngay sau đó lại nhìn về phía ám viêm các thủ tịch trưởng lão, người sau đồng thời cũng ở nhìn lại. Ở hai bên ánh mắt giao hội khoảnh khắc, thủ tịch trưởng lão rõ ràng thấy được lôi kỳ lân trong mắt hài hước cùng miệt thị. Đáng chết hỗn đản. Thủ tịch trưởng lão mắng ra tiếng, chính mình đường đường ám viêm các đại trưởng lão, tông môn nội đều bị chịu tôn sùng, giờ phút này thế nhưng bị một đầu linh thú cấp xem thường bồn tọa muốn làm thịt. Thủ tịch trưởng lão cuối cùng cái kia, ngươi, tự còn chưa xuất khẩu, liền cảm giác trước mắt một đạo hàn quang hiện ra, ngay sau đó lâm vào vô biên trong bóng tối. Thình thịch, thủ tịch trưởng lão thật mạnh té ngã trên đất, diệp quân lâm táng long kiếm chém qua, trực tiếp đem này đánh chết. Đại gia cẩn thận, đây là một đầu vương cấp linh thú, ngàn vạn không cần cùng nó cứng đối cứng. Liên quân nội có cường giả cao giọng nhắc nhở vì thế liên quân chung rất nhiều người liền đem công kích mục tiêu chuyển rời đến mộ dung khuynh tuyết cùng công tôn nguyệt ảnh trên người. Chọn mềm quả hồng niết. Nhưng mà lần này liên quân cường giả nhóm lại tưởng sai rồi, mộ dung khuynh tuyết hai nàng trong tay chuẩn thần binh trên dưới tung bay, sức chiến đấu so ngày thường tăng lên mấy chục lần có thừa. Ở chuẩn thần binh lực lượng thêm vào hạ, hai nàng thế nhưng cũng là đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Đương nhiên những cái đó tông phái đỉnh cấp cường giả vẫn là sẽ cho các nàng tạo thành áp lực, chẳng qua đạt tới tự bảo vệ mình trình độ không nói chơi. Long hổ chùa Kim Cương La Hán, nghe nói các ngươi là thuần thể tu. Diệp quân lâm nghiền ngẫm hỏi. Cầm đầu một người cường tráng tăng nhân chấp tay hành lễ, trầm giọng nói, thí chủ trong tay thần binh uy lực vô song, chỉ sợ lão nạp hộ thể thần công cũng không chiếm được chỗ tốt. Muốn lão từ tay không đánh với người cứ việc nói thẳng, quanh co lòng vòng một chút đều không thoải mái. Diệp quân lâm cười lạnh nói, Bất quá nếu đem lời nói đều nói đến cái này phân thược, kia lão tử liền thỏa mãn ngươi yêu cầu, chỉ cùng ngươi tỉ thí quyền cước. Diệp quân lâm đem táng long giao cho tay trái, ngay sau đó vận chuyển cơ sở công pháp, nhắm ngay long hổ chùa kim cương ngực chính là một cái trọng quyền. Tới hảo, long hổ chùa kim cương cũng phi thường ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới diệp quân lâm như thế chú trọng, thế nhưng đem thần binh yêu thế vứt bỏ. Người khác ở sinh tử trong quyết đấu đều là dương trường tị đoàn, ra hỏa này thế nhưng làm theo cách trái ngược kia liền làm ngươi nếm thử lão nạp kim cương hộ thể thần công uy lực. Long hổ chùa kim cương đồng dạng tế ra một quyền, tính toán cùng Diệp Quân Lâm tới cái chính diện quyết đấu. Phanh Hai bên quyền phong dẫn đầu ở trên hư không trung giao hội nói một chỗ. Ngay sau đó nắm tay cho nhau chính diện va chạm. Răng rắc, hai bên gắt gao rằng có ước chừng không điểm vài giây, trong hư không liền truyền ra xương cốt vỡ vụn thanh âm. Long hổ chùa kim cương la hán sắc mặt đột biến, hắn liền phát hiện chính mình cánh tay phải chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ vỡ vụn mở ra, trong khoảnh khắc lan tràn đến đầu vai. Phốc, một đạo huyết vụ nổ tung, kim cương la hán toàn bộ cánh tay phải bị nổ nát. A, à, truy tâm đến xương cảm giác đau đớn nháy mắt đánh úp lại, lòng hổ chùa kim cương la hán không thể tưởng tượng nhìn trước mắt một màn. Chính mình lấy làm tự hào kim cương hộ thể thần công thế nhưng bị một quyền đánh vỡ. Phải biết rằng mặc dù là chuẩn thần binh phách chém vào cánh tay thượng, nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể bị chém ra một đạo nhợt nhạt bạch ấn. Hãn vì thế nhưng lấy huyết nhục chi thân đem chính mình trọng thương đến tận đây. Nơi đây không nên ở lâu, chạy mau. Long hổ chùa kim cương trong đầu cũng chỉ dư lại cái này duy nhất ý niệm. Diệp quân lâm lấy hắn nhất am hiểu phương thức đem chính mình trọng thương, này không thể nghi ngờ làm người cảm thấy tuyệt vọng. Hiện tại mới muốn chạy, đã quá muộn. Diệp quân lâm lạnh băng thanh âm lại lần nữa vang lên. Một lát sau, ở Long Hổ Chùa mọi người kinh hãi trong ánh mắt,